Hello, chào các bác, quay trở lại với số Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì bên em cập nhật rất nhiều mã hàng mới luôn, thì em lên video trân trọng gửi tới các bác nhé. Đầu tiên thì bên shop về cho các bác một cái mẫu đồng hồ Nhật này. Đấy, đồng hồ Nhật thì nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, hai màu, màu vàng và màu trắng như này. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là con này thì các bác lên cho em là đồng hồ VIP nhá, đồng hồ VIP này. Đấy, đây. Lên mã giúp cho em là đồng hồ VIP nhá. Thì nó sẽ có là VIP vàng và VIP bạc. Đấy thì các bác muốn lấy màu nào, mẫu nào thì lấy. Hai màu như này. Giá thì đều bằng nhau, chỉ có cho các bác là 150.000 cho một con đồng hồ VIP như này thôi. Hàng này thì sẽ là hàng của Nhật, cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Hàng của Nhật đây các bác. Đấy. Tem mác chữ Nhật hết các bác này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và đây thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu. Mặt sapphire cực kỳ đẹp luôn nhá. Đấy, mặt sapphire cực kỳ đẹp luôn. Đây. Đấy, đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ VIP nhá, VIP vàng và VIP bạc. Đấy thì có hai màu như vậy, rất đẹp cho các bác luôn. Đồng hồ chạy bằng pin nhá, VIP vàng và VIP bạc. Giá sẽ là 150.000 một chiếc. Đấy, 150.000. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ VIP này. Đấy. Đồng hồ VIP nhá, thì nó sẽ có hai mẫu, đó là VIP vàng và VIP bạc. Giá sẽ là 150k nhá, 150.000 một chiếc. Đấy. Giá chỉ có 150.000 thôi. Giá cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn, 150k cho một con đồng hồ như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đồng hồ điện tử này. Đây, con này thì đấy, nó sẽ là một cái dòng đồng hồ điện tử nhỏ gọn như này. Đấy, và con này thì nó sẽ có sẵn pin cho các bác rồi, có sẵn pin bên trong rồi, về nhà hết pin thì các bác lại thay pin cho em thôi. Nó rất là đơn giản thôi nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ điện tử nhá. Con này thì giá của nó sẽ là đây. Đấy, giá của nó sẽ là 50k cho một con đồng hồ điện tử như này, 50.000 cho một con đồng hồ điện tử như này. Hàng rất đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Đó, rất đẹp luôn. Đó, con này thì giá chỉ có 50k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ điện tử. Giá sẽ là 50.000 các bác nhá. Đấy, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm khác, đó là một con đồng hồ T8 nhá. Con này thì các bác có thể dùng để mình đo nhịp tim, đo huyết áp các thứ đều ok hết này. Bỏ anh con ra này. Con này thì các bác có thể dùng để mình đo nhịp tim, đo huyết áp các thứ đều ok hết. Con này thì giá nó sẽ là 170.000, 170.000 trong con đồng hồ như này. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng đa chức năng. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Đấy, còn con này của nó thì nó bằng nhựa thôi. Con này thì bằng nhựa thôi nhá. Giá chỉ có 50k thôi. Đó, 50.000. Còn con này thì nó sẽ là khung xương của nó là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Quai của nó đây, quai đeo đây và có đốc sạc nhá. Con này thì nó sẽ là dòng sạc pin. Đấy, có đốc sạc như này. Và con này thì giá sẽ là 170.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ T8 nhá. Đồng hồ T8. Giá sẽ là 170k cho em đồng hồ T8 như này. Rất ngon luôn các bác này. Đấy. Dòng này thì về nhà các bác sạc pin nhá. Đấy, ví dụ như là nó hết pin thì về nhà các bác nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, hết pin về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ T8. Giá của nó sẽ là 170.000 cho con đồng hồ T8 như này. Đấy. Thì bên shop tiếp tục về cập nhật một số các cái mẫu đồng hồ mới để gửi tới các bác nhá. Con này thì đồng hồ T8 này. Đấy. Đồng hồ T8, T8 giá sẽ là 170k nhá, 170k. Đó. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về một cái lô kính mắt của Nhật này. Đấy. Các bác lên cho em là kính mắt của Nhật nhá. Đấy, bao gồm là một kính này, một khăn lau và một hộp đựng như này. Đấy. Giá thì sẽ là 100k nhá. 100k một chiếc thôi. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn, hàng của hãng cực kỳ là ngon cho các bác luôn này. Đấy, lên cho em là kính mắt nhá. Đấy. Con này thì có cả chức năng đổi màu luôn các bác nhá. Đổi màu luôn các bác thấy không? Đó. Kính mắt khung gọng cực kỳ chắc chắn cho các bác luôn. Khung thép rất chắc chắn nhá. Có chức năng đổi màu cho các bác này. Đeo vào thì cực kỳ chất và xịn sò luôn. Đây em sẽ đeo vào cho các bác xem nhá. Cực kỳ là chất luôn. Đây các bác này. Đó. Đây. Rất chất lượng các bác nhá. Đấy, đeo vào có chức năng đổi màu luôn các bác nhá. Đấy, đổi màu luôn. Phù hợp với ví dụ như các bác đi trời nắng thì nó sẽ phủ màu cho các bác, còn là trời bình thường thì nó sẽ lại về màu bình thường. Cho nên là các bác nhìn không bao giờ lo sợ bị tối nhá. Đấy, có chức năng đổi màu luôn, rất tiện ích. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 100. Lên mã giúp cho em đó là kính mắt nhá. Kính mắt giá sẽ là 100.000 cho một chiếc như này. Đấy, 100.000 cho một chiếc như này. Có hộp hiếc đàng hoàng, có chức năng đổi màu cho các bác luôn, hàng xịn sò nhá. Bao chất lượng cho các bác luôn, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn và giá thì rất hợp lý nhá. Giá chỉ có 100k thôi. Đấy, đây. Có hộp bao đựng như này, rất xịn sò cho các bác luôn, giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy. Lên cho em là kính mắt nhá. Đấy, kính mắt giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái sáp ô tô nhá. Sáp ô tô thì lâu lắm rồi bên shop mới lại có hàng về.
Giá thì sẽ là 40k cho một hộp như này. 40.000 cho một hộp như này, về nhà các bác xoáy ra cho em này. Đấy, xoáy cái nắp này ra này. Xoáy cái nắp này ra sau đó thì đây. Các bác xoáy cho em cái nắp này ra, sau đó thì bóc cái niêm phong này ra cho em là xong. Đây, cái nắp này nó sẽ hơi khó xoáy một chút đây. Các bác giật cái nắp này ra cho em. Đấy, đây nó sẽ có cái nắp, các bác giật ra xong bóc cái niêm phong này ra. Sau đó thì mình để trên ô tô, rất là thơm luôn. Ngoài để ô tô thì các bác có để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách cái thứ đều rất là thơm. Đấy, sáp ô tô của Nhật hương hoa tự nhiên rất là thơm nhá. Lên cho em là sáp ô tô. Giá của nó sẽ là 40k cho một lọ sáp ô tô như này nhá. 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác rồi sản phẩm đó là cái móc khóa các nhá. Đây. Đây nó sẽ là một cái móc khóa như này con này. Đấy. Lên mã giúp cho em là móc khóa này. Đấy, con này thì các bác dùng để mình đeo chìa khóa này. Đấy, dây của nó thì bằng da như này nhá. Dây bằng da này. Móc rất là ngon luôn. Giá sẽ là 20k nhá. 20k. Đấy, lên cho em là móc khóa nhá. Giá sẽ là 20.000 một chiếc. Đó. Lên cho em là móc khóa này. Đó. Móc khóa, giá của nó sẽ là 20k cho một chiếc móc khóa như này nhá. 20.000 cho một chiếc móc khóa như này. Con này thì rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. 20.000. Lên cho em là móc khóa. Giá thanh lý cho các bác, giá cực tốt luôn. 20k cho một em móc khóa như này. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn nhá. Lên cho em là móc khóa, giá sẽ là 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mẫu đèn vàng nhá. Các bác lên cho em là đèn vàng. Giá sẽ là 175.000 cho một con đèn vàng như này. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn siêu sáng luôn này các bác này. Đấy, công tắc của nó đây. Đèn siêu sáng luôn. Phương ơi. Tắt điện cho anh tí. Đây, em test trực tiếp cho bác xem luôn. Dập cầu dao đi. Đấy, dập cầu dao. Đấy, đây các bác này. Đấy, đây em test cho bác xem. Đấy, các bác thấy không? Chế độ sáng mạnh, sáng vừa này, đèn vàng nhấp nháy này, đây. Đấy, đây. Cả một không gian như này các bác này. Đấy các bác thấy chưa? Đó, đây nhá. Đây em bỏ ra rất tối luôn nhá. Đây. Đấy các bác thấy chưa? Cả không gian như này đi đâu sáng ở đấy nhá. Đấy, thấy chưa? Rất ok luôn. Rồi. Đấy thì bật đi. Con này sẽ là 175.000 nhá, 175.000. Lên mã giúp cho em là đèn vàng này, có nam châm hít này, cái này như nam châm hít thì phải này. Đấy. Có cổng sạc ra cho điện thoại này, có cổng sạc ra cho điện thoại này. Đấy, nút nguồn này, có tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, và có hệ thống 4 đèn LED như này. Tiêu chuẩn kháng nước IP66 luôn. Đấy, IP66 nhá. Con này thì giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đây. Đấy, rất sáng quá. Sáng chói chang luôn. Công suất mặc định của nhà sản xuất thì nó sẽ vào khoảng là đi 300W nhá, 300W. Đấy, có kèm cho các bác một cái chân cáp sạc như này thì các bác có thể dùng để sạc trực tiếp này hoặc dùng qua cái tấm pin năng lượng mặt trời cũng đều ok. Và có cả quai đeo như này, các bác có thể dùng mình đeo lên nhá, rất là tiện luôn. Đó. Con này thì mình đề phòng mất điện này, hoặc là ăn cơm ăn nước này, hoặc các bác dùng các công việc đều rất là tiện luôn. Có báo pin này và có cả tấm pin năng lượng mặt trời này, rất là tiện. Đề phòng mưa gió bão bùng mất điện rất là tiện luôn. Đó. Có cả cái quai đeo rất là tiện này để cho các bác sử dụng này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. 175.000 nhá. 175k. Lên mã giúp cho em đó là đèn vàng nhá. Đèn vàng. Giá sẽ là 175.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái ba lô da này là bao nhiêu đấy? 130.000 cho một em ba lô da như này nhá. Lên cho em là ba lô da nhá. Giá sẽ là 130.000 một chiếc này. 130.000 cho một chiếc ba lô da như này. Con này rất đẹp luôn, qua thấy không? Đây, rất đẹp luôn này. Đó, rất đẹp luôn, một con ba lô da cực kỳ xịn sò luôn. Có một ngăn để các bác bỏ giày đây. Giày dép thì các bác bỏ vào đây cho em. Đấy, một ngăn này các bác bỏ giày dép vào đây cho em này, rất tiện luôn nhá. Đấy, ngăn này là chuyên để giày dép các bác thục vào cho em. Đấy. Bỏ vào túi bóng cho nó, mình bỏ vào cho nó sạch này. Và một ngăn to này. Một ngăn to như này các bác này. Đấy, một ngăn to như này. Đây, ngăn to. Đấy, bên trong thì có một cái ngăn nhỏ nhá và một ngăn khóa ở bên hông này. Đó, rất tiện ích nhá. Quai đeo quai yếc đàng hoàng, quai đeo cực kỳ xịn sò luôn. Quai đeo đây. Đấy, quai sách này, rất xịn sò luôn nhá. Lên cho em là bao lô da nhá, bao lô da. Kích thước của nó là một chiều là khoảng là 50 và một chiều 20 nhá, 50 20, rất là to luôn. Đấy, lên cho em là bao lô da. Giá sẽ là bao lô da, giá sẽ là 130.000 nhá, 130k cho một con bao lô da này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái chuông cửa nhá. Con này thì rất tiện luôn. Giá sẽ là 145.000 cho một cái bộ chuông cửa như này. Có miếng dán cho bác để các bác dán vào tường này. Con này thì các bác cắm vào điện nhá. Cắm vào điện để trong nhà này. Đấy, cắm điện để trong nhà. Đấy, lên cho em là chuông cổng nhá. Chuông cổng. Đấy, chuông cổng. Và đây là cái công tắc điều khiển này. Đấy, các bác chỉ cần bấm này là nó kêu này. Rất tiện các bác nhá. Cái cục này thì các bác cắm vào điện trong nhà cho em để có khách họ đến. Thì còn cái này các bác dán vào ngoài cửa nhá. Đấy, có khách đến là họ bấm cái chuông này là mình trong nhà mình biết này. Đấy. Rất tiện luôn nhá. Tầm xa của nó thì được vào khoảng là từ 3 đến 40 mét. Đấy, thì nói chung là thoải mái luôn. Nhà các bác là cũng cùng lắm là đến 3-40 mét là cùng nhá. Đó, 3-4-50 mét là cùng. Rất tiện ích luôn.
Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 145.000 cho cái bộ chuông cửa như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là chuông cửa, giá sẽ là 145.000. 145k cho cái bộ chuông cửa như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con khóa rất tiện ích luôn, bao gồm cho các bác là một khóa này. Một khóa và một cái bộ chìa rãnh như này. Đấy, một khóa một bộ chìa rãnh như này. Giá sẽ là 100k các bác này. Đấy. Đây. Đấy. Đấy, có người động vào là nó sẽ hú lên nhá. Còn bình thường các bác đảo chiều đi là xong. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm nhá. Con này chứ em đang bán 100, đợt này về cho bác giá chỉ còn 80k thôi. Có người chạm vào nó sẽ kêu này. Đấy. Tiện chưa, có thấy không? Rất tiện nhá. Đấy. Giá sẽ là 80.000 cho một con khóa chống trộm như này. Con này thì con này rất là tiện ích luôn để các bác sử dụng khi mà mình đi ra ngoài này. Đấy, hoặc là mình không có ở nhà này. Đấy, cảnh báo chống trộm, có trộm vào cái là còi nó sẽ hú lên thì rất là tiện nhá. Lên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm, giá sẽ là 80.000 cho một con khóa chống trộm này thôi. 80k, giá rất hợp lý cho bác luôn nhá. Đó, 80.000 cho một khóa chống trộm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là thước móc khóa nhá. Cái thước móc khóa con này thì các bác dùng để mình treo vào cái móc khóa của mình thôi, rất là tiện luôn. Đó, để treo vào móc khóa cho em rất là tiện. Giá thì sẽ là 50k cho một con thước móc khóa như này. Kích thước của nó sẽ là chiều dài là 2m, chiều rộng của bản là 6mm nhá. Đây. Đấy, các bác có thể xoắn vào này, rất là tiện luôn nhá. Đó, thấy chưa? Đấy, chiều dài tổng là 2m, hàng nội địa của Nhật nhá. Lên cho em là thước móc khóa, giá sẽ là 50k một chiếc nhá, 50.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt tôn này. Đây. Một con kéo cắt tôn như này cũng rất là tiện các bác này. Đấy, để mình sử dụng này. Đây. Đấy thì khi các bác cắt tôn thì mình cứ đưa vào đây cho em. Đó, nó nghiêng 45 độ như này thì khi các bác cắt thì không sợ cái tôn nó đâm vào tay. Tại vì tôn nó sẽ nằm ở dưới như này là các bác cứ đẩy đi cho em xong. Đó. Giá sẽ là 130.000 cho một con kéo cắt tôn như này nhá. Đấy. Lên cho em là kéo tôn trợ lực, giá sẽ là 130.000. Đó. Kéo tôn trợ lực 130k. Kéo tôn này. Kéo tôn trợ lực 130k nhá. 130k cho em kéo tôn trợ lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm bạc FO đây. Kìm bạc FO, giá sẽ là 100 cái kìm bạc FO này bao nhiêu đây? Đây. Con này thì 180.000 nhá, hàng nội địa của Nhật đây, Japan các bác này. Đó. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Các bác có thể dùng để tuốt dây, bấm cốt, cắt dây, xoắn dây đều ok hết. Hàng đa chức năng 5 trong 1 luôn. 180.000 cho một con kìm, một con kìm bạc FO như này nhá. Đấy, 180.000, chiều dài 22 cm. Lên cho em là kìm bạc FO, kìm bạc này. Kìm bạc FO 180k. Đó, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây sạc béo này. Đây. Đấy, dây sạc béo như này. Rất là to, dày dẫn chắc chắn và có đèn báo cho các bác luôn. Đây, có đèn báo nhá, ở đầu này nó sẽ có đèn báo này. Đấy, cắm vào đèn báo sáng như này rất là tiện này. Đây các bác thấy không? Đây, đấy, đèn báo rất là sáng luôn. Thì khi các bác dùng mà mình muốn xem là đầu dây có điện hay chưa thì chỉ cần cắm vào cho em là xong, rất tiện nhá, sáng lắm. Đây các bác này, đó, có đèn báo. Dây dày dẫn chắc chắn, lõi to. Đấy, lõi to rất chắc chắn nhá, chống đứt chống rối nhá. Giá sẽ là 50k. Lên mã giúp cho em đó là sạc béo nhá, giá sẽ là 50.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là sạc béo này. Sạc béo, giá sẽ là 50k. Rồi ok các bác nhá, 50.000. Vâng, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc cái thương hàng. Đơn hàng từ 200.000 đến đây bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái chổi lông cốt trần nhá. Giá của nó sẽ là 55.000. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái phần chổi lông và một cái phần cán. Cái cán này thì các bác có thể kéo dài ra được nó khoảng từ 2m4 đến 2m khoảng trên 2m4 một chút các bác. Đây. Về nhà thì các bác xoáy cái này vào cho em này. Đấy, đây là cái phần lông như này. Phần lông này thì nó là thuộc dạng lông tĩnh điện, cho nên là khi mà mình lau bụi thì nó sẽ quấn vào đây. Cái này có thể ngoắt nghéo này để các bác đưa vào các cái vị trí ngóc ngách này. Và các bác kết nối cái này vào cho em này. Đấy, kết nối cái này vào. Sau đó thì mình rút ra này. Đấy, rút ra cho em. Đây. Đấy, nó khá là dài luôn các bác này, khá là dài luôn các bác thấy không? Đó. Ưu điểm của con này thì nó có thể cho gọn và cho dài ra được, cũng rất là chắc chắn nhá. Thì các bác có thể dùng để mình khua bằng nhện bằng nhíp rất là ok. Này. Đấy, không dùng nữa thì mình lại thu vào như này. Thu vào như này thì nó sẽ ngắn hẳn vào như này, ngắn vào khoảng là 80 phân. Còn nếu các bác muốn ngắn hơn nữa thì các bác có thể là tháo ra. Đấy, thì tùy theo nhu cầu mục đích của các bác.
lên mã giúp cho em, đó là chổi lông phớt trần nhé. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn, 55.000 cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này. Các bác lên cho em là chổi lông phớt trần, giá của nó sẽ là 55k nhé, 55k cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này. Đấy, lên cho em là chổi lông phớt trần, giá sẽ là 55k đó, 55k nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là kia củ sạc đa năng hàng của thương hiệu iPhone này, iPhone 13 Pro Max nhé, hàng của iPhone. Thì dòng này của nó sẽ là bao gồm cho các bác là một cái củ như này, một củ như này bao gồm là hai chân Type-C và hai chân Oppo như này nhá. Đó, hàng của iPhone. Con này thì các bác lên cho em là củ sạc đa năng, giá sẽ là 80.000 cho một con củ sạc đa năng nha, củ sạc đa năng 80.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên em có cái sạc nhanh iPhone nhá. Sạc nhanh iPhone thì nó sẽ bao gồm cho các bác là cũng của thương hiệu iPhone luôn các bác này. Đấy, của thương hiệu iPhone luôn. Thì bao gồm các bác là một cáp dây như này và một cái củ như này, một cáp dây một củ như này. Chuyên dùng cho bật đánh cái quạt đi. Chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Con này thì chuyên dùng cho điện thoại iPhone nhá. Đấy. Con này thì một củ và một dây như này cũng chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Giá thì sẽ là 60.000 nhá. Đấy, 60.000. Bật đánh cái quạt đi. 60.000, lên mã giúp cho em đó là sạc nhanh iPhone nhá, sạc nhanh iPhone. Sạc nhanh iPhone này, sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60k nhá, 60.000. Còn con này thì các bác lên cho em là củ sạc đa năng, củ sạc đa năng, giá sẽ là, bỏ cái máy này cho anh luôn, sẽ là 80k nhá, 80k cho cái củ sạc đa năng như này. Đấy, 80.000 cho cái củ sạc đa năng như này. Lấy cái thấy luôn, cái Hàn Quốc luôn. Bên shop về cho bác mã sản phẩm tiếp theo, đó là cái kem đánh răng của Nhật nhá. Con này thì hàng nội địa của Nhật Bản, 170g, chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng nhá. Hàng này của nó thì nó sẽ không phải là hàng có niêm phong đâu nhá, nó chỉ nguyên như này thôi. Đấy, về nhà các bác chỉ việc dùng thôi. Đấy, chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, tinh chất gạo của Nhật nhá. Đây, cái màu đỏ này, chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Giá thì sẽ là, con này thì giá của nó sẽ là 70.000. Bao nhiêu? Cái này lên mã giúp cho em là kem đánh răng Nhật nhá, giá sẽ là 60k, 170g nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Con này thì dung tích của nó sẽ là 120g, 120g. Con này thì tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%, hàng nội địa của Hàn Quốc đây. Made in Korea các bác này. Đấy, mã tem mã vạch đàng hoàng 120g. Đây. Đấy, giá thì sẽ là 40k nhá, 40.000 cho lọ kem đánh răng của Hàn Quốc này. Lên cho em là kem đánh răng Hàn Quốc. Giá của nó sẽ là 40k trên một típ nhá, 40.000 trên một típ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái máy thái rau các bác này. Đây, một con máy thái rau như này. Con này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Bao gồm cho các bác là một thân máy này, một cái bộ lưỡi tròn này, một cái bộ lưỡi tròn như này và các cái bộ lưỡi như này. Đấy đây. Thì về nhà các bác cứ lắp cái lưỡi này vào cái lu tròn này, là mình lắp tay quay vào đây là mình xoay này. Lắp tay quay vào đây mình xoay. Đó. Xoay thì là nó sẽ thái rau cho các bác rất là tiện. Giá sẽ là 100.000 cho một con máy thái rau như này. Đấy, đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cho nó trực quan sinh động luôn nhá. Con này thì rất là tiện luôn. Lên cho em là máy thái rau, giá sẽ là 100k nhá. Đây, em sẽ có video thực tế luôn. Các bác này, nó giúp em tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc chuẩn bị đồ ăn luôn đấy. Đấy, các bác thấy không, rất tiện luôn nhá. Giờ có cái máy đấy. Này thì chỉ cần xoay tay là xong, nhanh lắm luôn ạ. Dao của máy làm bằng inox nên bén lắm, thái các loại rau củ mềm cứng gì cũng được, thái cả thịt đực luôn đấy nha. Em thích nhất là máy nhỏ gọn, không chiếm diện tích trên bếp như các loại máy khác, lúc nào cũng mang theo được, kể cả khi đi du lịch hay picnic gì đó. Nói chung cái máy này quá ok với em luôn, giá cả lại rẻ nữa, vì vậy cả nhà nên thử cái máy này đi. Đấy, rất tiện các bác nha, giá chỉ có 100 cành thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bếp ga mini này. À đây nó sẽ là một con bếp ga mini như này. Con này thì các bác dùng để mang đi du lịch, đi phượt, đi công tác đều được hết nhá. Đấy, lắp bình ga vào đây cho em. Có dòng đánh lửa tự động này. Và nó sẽ có cho các bác là cái chân đế rất là chắc luôn, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác này. Đấy, các bác đặt xong đặt nồi thoải mái nhá. Rất rộng luôn như một cái bếp ga bình thường. Đấy, xoáy bình ga mini vào đây cho em là xong. Đây chờ em tí. Nhanh. Con này thì giá sẽ là 100.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là bếp ga mini nhá, bếp ga mini. Đấy, bếp ga mini giá sẽ là 100k. Đó thì con này rất là tiện để các bác có thể đun nấu các thứ cũng rất là tiện luôn. Đó, rất tiện cho các bác nhá. Lên mã cho em là bếp ga mini, giá sẽ là 100k. Đó, 100.000 cho con bếp ga mini như này. Thì rất là tiện luôn. Đó, bếp ga mini 100k nhá, 100.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Một hộp này của nó thì bao gồm cho các bác là 50 miếng. Đấy thì về nhà các bác dán vào cái gan bàn chân thì nó giúp cho các bác là thải độc bàn chân rất là tốt luôn. Đây là cái miếng dán mà đây là gói thuốc này. Đấy, các bác bóc cái miếng dán này ra sau đó dán gói thuốc này vào là xong.
giá thì sẽ là 40.000, chỉ bằng một bát phở thôi, nhưng mà nó giúp cho các bác thải độc gan bàn chân rất là tốt. Đấy, thải độc gan bàn chân rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là miếng dán thải độc chân nhá, thải độc chân này. Thải độc chân giá của nó sẽ là, cầm điện thoại đây cho anh. Miếng dán thải độc chân giá của nó sẽ là 40k cho một bịch như này nhá. Đấy, 40k cho một bịch như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lọc rác này. Đấy, cái này thì về nhà các bác để vào chậu rửa bát này, hoặc là các cái chậu mà nó có cái phần lọc này, các bác đặt vào cho em. Đấy, khi đổ thì các bác cầm lên ra là đổ này. Cái lọc rác bình thường thì nó hay bị tắc nghẽn, nhưng mà cái lọc rác inox này thì rất là tiện và sạch sẽ. Đấy, nó cái phần lỗ nó rất là nhiều và nó lưới nó dày, cho nên là rác nó không chảy xuống được. Lọc rác inox giá sẽ là 15k nhá. 15k cho cái lọc rác inox như này. Lên cho em là lọc rác inox giá sẽ là 15.000, các bác chỉ cần đặt vào cái chậu rửa mặt, à chậu rửa bát này mình là ok. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là một cái mẫu bình đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là bình 20 nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Chỉ có cho các bác là một con bình như này. Giá của nó sẽ là này, đấy, một con bình rất là ngon lành như này, bằng inox nhá, inox 304. Rất tiện và sạch sẽ nhá. Đấy, rất tiện sạch sẽ luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình 20 này. Đấy, bình 20. Bình 20, con này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ, giá sẽ là 80k. Đấy, 80.000 cho một con bình 20 như này. Đây các bác này. Đấy. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá. Đấy. Các bác có thể dùng để mình đựng nước lọc, nước uống này. Đấy, rồi đa di năng luôn. Rất tiện nhá. Giá thì chỉ có 80k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải vỉ nhá, bàn chải vỉ. Con này thì cái cơ chế hoạt động của bàn chải này là giúp cho các bác là chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng này. Đấy, khi nhà sản xuất người ta đã tính toán rồi. Đó. Và giá thì rất hợp lý cho bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là bàn chải vỉ nhá. Bàn chải vỉ này. Bàn chải vỉ giá chỉ có 25k thôi. 25k cho một vỉ này bao gồm 1 2 3 4 5 6 cái. 25.000 cho 6 cái bàn chải của Nhật như này. Và dòng này của nó thì là chuyên chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng đây. Rất là tốt luôn. Giá rất hợp lý các bác nhá. Lên trên là bàn chải vỉ giá sẽ là 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, vừa làm đèn ngủ vừa là chức năng đuổi muỗi luôn. Lên đã xem là đèn ngủ đuổi muỗi giá sẽ là 45.000. Đấy, con này thì dùng rất là tiện luôn. Có chức năng đuổi muỗi cho các bác luôn. Vừa làm đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi luôn. Giá sẽ là 45k. Đèn ngủ đuổi muỗi. Đèn ngủ này. Đuổi muỗi giá sẽ là 45k một cái nhá. 45.000 cái đèn ngủ đuổi muỗi này. Đây các bác này, đấy thì đây nó sẽ là một cái đèn ngủ đuổi muỗi này. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, thấy chưa? Rất tiện luôn nhá. Các bác chỉ cần kết nối nhấn nút thôi. Đó. Có chức năng đuổi muỗi và chức năng làm đèn ngủ luôn, rất là tiện các bác này. Đấy. Rất tiện luôn. Đó. Rồi ok, 45.000 các bác nhá. Hello chào các bác, quay trở lại với shop phản hồn nhá. Nay bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chụp đơn nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mẫu đồng hồ dây da này, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, đồng hồ dây da hàng siêu đẹp cho các bác luôn nhá. Đây các bác này. Hàng rất là đẹp luôn. Đây các bác thấy chưa? Đó, dây da rất là đẹp luôn nhá. Và giá thì một cái mẫu đồng hồ dây da cực đẹp các bác nhá. Đấy các bác này. Đấy, đồng hồ dây da rất là đẹp luôn. Mặt này, đấy, mặt sáng đẹp các bác nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Giá của nó sẽ là 95.000 nhá, 95.000 cho một con đồng hồ như này. Đấy các bác lên giúp cho em đó là đồng hồ dây da nhá. Đồng hồ dây da giá sẽ là 95k. Đây, các bác này. Đeo vào thì cực kỳ là mượt luôn các bác này. Đấy, lấy cái bút. Đeo vào cực kỳ là mượt luôn các bác nhá. Đấy, rất đẹp các bác này. Số dạ quang đẹp nhá, số dạ quang đẹp cho các bác luôn. Đấy, và có các cái trang trí các cái đồng hồ nhỏ trang trí bên trong. Đó, hồ nhỏ này trang trí thôi nhá. Đó, rất đẹp các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ dạ quang này. À, đồng hồ dây da nhá, đồng hồ dây da. Đồng hồ dây da này, đồng hồ dây da nhá. Dây da giá sẽ là 95k cho một con đồng hồ dây da như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cọ rỉ nhá. Cọ rỉ đây, cái này các bác thì dùng để đánh sắt này, đánh rêu này, rồi đánh bẩn, đánh xoong, đánh nồi đều được hết nhá. Giá sẽ là 15k cho một cái chổi cọ rỉ như này. Đây, các bác có thể dùng để mình kỳ cọ này, kỳ cọ đánh rửa này. Đấy, đánh rửa xoong nồi bát đĩa rồi nói chung là tất cả. Đây, rất là tiện nhá. Xong rồi bát đĩa rồi đánh rêu, đánh mốc đầy đủ cho bác luôn. Nên cho em là cọ rỉ nhá, chổi cọ rỉ giá sẽ là 15k cho một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây điện vàng này. Một quận này của nó thì khoảng là 20 mét nhá, một quận này khoảng 20 mét.
Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một cuộn dây như này. Đấy. 150k các bác nhá, 150.000 thôi. Các bác lên cho em là dây điện vàng nhá. Chiều dài của nó khoảng 20m, có đèn báo này. Đấy, hàng nội địa của Nhật có đèn báo đây. Và có 1 2 3 4 chân cắm như này. Có 4 chân cắm có đèn báo nhá, 4 chân cắm có đèn báo. Con này thì dây của nó sẽ là dây 1.5 nhá. Lên mã giúp cho em đó là dây điện vàng. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000. 150.000 một cuộn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác có sản phẩm đó là con dao thái lỗ của Nhật này. Đấy, thái lỗ của Nhật. Đây, hàng made in Japan này, made in Japan. Đó, đây, hàng siêu bén luôn các bác này. Đấy. Dọc giấy bóng cái loại giấy bóng dài như này mà em còn dọc được là các bác biết không? Đấy. Hàng siêu bén cho các bác luôn, giấy bóng siêu dài mà còn dọc được các bác nhá. Con này thì các bác dùng cẩn thận thì em là khéo đứt tay nhá. Đấy, dài thì phần lưỡi là 20 cm, tổng chiều dài của dao khoảng 30 cm. Có quai đeo như này, quai đeo hàng liền thân, siêu sắc bén cho bác luôn. Akatsuki này, đấy, hàng made in Japan đó. Lên theo là dao thái lỗ, con này giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130k cho con dao thái lỗ này. Đấy, lên theo là dao thái lỗ. Dao thái lỗ giá sẽ là 130k nhá, 130k con dao thái lỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đồng hồ vạn năng nhá. Đấy, đồng hồ kim. Lên cho em là đồng hồ kim. Đấy, con này thì sẽ là 200. Các bác lên cho em là đồng hồ kim nhá. Đấy, đồng hồ kim. Thì cái này các bác dùng để đo vôn, đo ampe kế, đo nhiệt kế đều ok hết nhá. Có kèm cho các bác một viên pin như này. Đấy, và các cái đầu để đo đây. Các bác có thể đo ôm này, đo ampe kế, đo vôn kế, đo nhiệt kế đều ok hết nhá. Đấy đây, các kiểu con này đều luôn. Đó. Ôm rồi ampe rồi DAC, ACV, nói chung là đầy đủ. Giá sẽ là 230.000, bên em đã bao ship cho bác nhá. 230.000 bao ship lên tận nhà cho các bác luôn. Giá rất hợp lý nhá. Một con đồng hồ như này. Con này thì hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Nếu các bác mua bên ngoài thị trường nó phải 300-400 nghìn. Đấy, bên em bán giao đến tận tay cho các bác, giá chỉ có 230.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đồng hồ kìm nhá. Đồng hồ kìm. Đồng hồ kìm giá sẽ là 230k bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mã sản phẩm đó là cái đài FM của Nhật này. Đài FM của Nhật đây. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Có cả đồng hồ luôn nhá. Đấy, có cả đồng hồ luôn. Và con này thì nó đã tích hợp pin sẵn ở đây rồi. Về nhà có kèm thêm một cái cáp sạc pin đây. Đấy, cáp sạc pin bên trong này và một quả pin như này. Về nhà các bác dùng thôi. Hết pin thì các bác lại sạc pin vào cho em. Đấy, các bác để cho em chế độ FM là 1 này. Đấy, và vặn lên này. Đấy, vặn lên. Đấy, volume ở đây luôn. Bluetooth. Đấy, và các bác bắt đầu là mình dò nhá, mình dò này. Đấy. Các bác dò đây cho em này. Đấy. Đấy. Các bác cứ dò đây cho em. Đó. Là mình sẽ ra đài thôi. Các bác cứ nhả nha, mình dò là nó quen tần sóng rồi là các bác bật lên và sau các bác cứ bật lên là có luôn. Đó. Rất tiện ích các bác nhá. Đây các bác cứ dò đây cho em này. Đó. Để mở tránh cái có thai ngoài ý muốn. Đấy. Dạ vâng. Liên quan đến chủ đề là phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em thì trong quá trình thực hiện chúng tôi nhận được nhiều ý kiến của các vị thính giả. Những bậc phụ huynh có hỏi là có những cái loại xâm nào ạ? Và làm sao để mà có thể nhận biết sớm được những cái dấu hiệu mà con em mình bị xâm hại ạ? Thực ra là xâm hại tình dục thì không phải là chỉ cần tiếp xúc bộ phận sinh dục với bộ phận sinh dục, người ta đã có những cái định nghĩa và quy định. Xâm hại tình dục qua lời nói, qua hành động, qua phim ảnh, rồi qua chuyện kể, rồi rất nhiều các vấn đề. Cho nên là để mà cái nhận biết được. Con này thì nó sẽ có cho các bác là đồng hồ này, có đài FM này và có kết nối cả MP3 Bluetooth nhá. Đó. Có cả kết nối Bluetooth luôn. Đấy thì giá sẽ là 260.000 cho một con đài FM như này. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng các bác cứ kiểm tra. Ok thì mình thanh toán cho em. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đài FM nhá, giá sẽ là 260.000. Đó. Đài FM này. Đài FM 260k, 260.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nhang chầm đốt nhá, nhang chầm đốt. Một hộp này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là vào khoảng là từ 70 đến 100 vòng. 70 đến 100 vòng và một vòng này thì các bác có thể đốt liên tục được cho em là từ 3 đến 5 tiếng nhá, từ 3 đến 5 tiếng. Đấy. Mỗi bánh như này là nó sẽ là 2 vòng nhá. Mỗi bánh này là 2 vòng, về nhà các bác tách ra cho em. Cái này của nó là chầm tự nhiên nhá, chầm tự nhiên. Đấy, được chiết xuất từ gỗ chầm tự nhiên, hàng cực kỳ là thơm luôn nhá. Đấy. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu, gỗ trầm tự nhiên rất thơm. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái hộp mà nhang trầm đốt như này, giá sẽ là 40k nhá, 40k cho một hộp. Các bác lên cho em là nhang trầm đốt nhá, nhang trầm đốt. Nhang trầm đốt này, giá sẽ là 40k thôi.
rất rẻ. 40k trên một hộp như này mà tới 100 vòng tính ra là vào có 400 con trên một vòng như này, rất rẻ luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm, đó là cái nồi lẩu 2 tầng này. Đây. Quay lên cho em là nồi lẩu 2 tầng. Rất tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình chiên mình hấp này. Hấp hoặc là ăn lẩu này. Rán đều được hết nhá. Đây, tráng đá chống dính. Kích thước của nó là 28 cm nhá. Thứ nhất là các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu ok hết này. Đấy, ăn lẩu này hoặc là hấp này. Nói chung là con này nó sẽ là nồi lẩu 2 tầng đa chức năng, rất tiện ích luôn. Đây. Đấy. Điện 220, 28 cm, công suất của nó là 1000W, hàng siêu nóng nhanh luôn. Hả? Giá sẽ là 230.000, bên em bao ship đến tận nhà. Ôi giời ơi, giá rất ôi giời ơi luôn, giá siêu rẻ luôn nhá. Một cái nồi lẩu như này, đa di năng như này mà giá chỉ có 230.000 thôi. Rất rẻ nhá, lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu 2 tầng nhá, lẩu 2 tầng. Lẩu 2 tầng giá sẽ là 230k, bao ship, giá cực kỳ ôi giời ơi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm, đó là cái ổ điện sạc nhanh nhá, 150.000 cho một con ổ điện sạc nhanh như này. Cắm điện vào có điện báo này, có 1 2 3 4 chân USB, 3 chân ổ cắm, 1 chân sạc nhanh. Đấy, các bác chỉ cần đặt điện thoại vào đây là sẽ có chức năng sạc nhanh cho các bác luôn, rất tiện. Để trên bàn như này vừa nghe nhạc, vừa sạc pin, vừa xem YouTube các thứ, vừa mở shop Phạm Huấn lên xem nhá, có cả cầu dao đóng ngắt luôn. Hàng cực kỳ xịn sò. 3 chân, 4 chân USB, 1 2 3. Đấy. Cắm cho cái dây điện thì nào, rất tiện luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là ổ sạc nhanh nhá, ổ điện sạc nhanh. Ổ điện sạc nhanh này. Ổ điện sạc nhanh. Giá thì chỉ có cho các bác là 150k thôi. 150k đây em cắm test thử cho anh em các bác xem luôn. Dây dài khoảng gần 2 mét nhá. Đấy, mét mấy đến 2 mét đây. Cắm vào này, bật lên có đèn báo này. Đấy, đèn báo xanh luôn nhá. Sạc nhanh này. Đấy, sạc nhanh này. Đấy, báo pin luôn. Ngon chưa? Đó, rất tiện luôn. Giá sẽ là 150.000. Có dây dài nhá, dây dài khoảng gần 2 mét các bác nhá. Dây khá là dài luôn đấy, rất ok luôn. Lên cho em là ổ sạc nhanh 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cái bác sản phẩm, đó là cái bộ gắp nóng này. Bộ gắp nóng đây, bộ này rất là tiện. Bao gồm cho các bác khá là nhiều chi tiết luôn. Đấy, đầu tiên thì sẽ có cho các bác là một cái gắp kẹp như này này. Đấy, cái này để các bác kẹp mà các cái bát cái đũa vào này, cái bát đĩa này. Đấy. Thứ hai là cái này chuyên để gắp đĩa. Đây, gắp đĩa này, các bác hấp thì mình đưa cái vành này ra này, đưa cái vành này ra mình kẹp đũa kẹp những cái đĩa, những cái khay vào này. Đấy, cái này thì để lót nóng này, cái này để bắt tay này. Đấy. Một bộ 4 món như này, giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu? 50.000 các bác. 50.000 cho một cái combo 4 món thần thánh như này. Đấy, các bác nhà bếp nhà nào cũng phải nên có một cái bộ này. Ví dụ như các bác hấp này rồi chiên rán này, đồ nóng này cần phải gắp ra mà không bị bỏng tay dùng cái này cho em. Lên cho em là bộ gắp bát đĩa giá sẽ là 50k. Đấy, bộ gắp bát đĩa 50.000. Đây sẽ có video thực tế luôn. Các bác này. Sản phẩm bao gồm một cái bát đĩa. Các bác nhá. Đó, các bác xem hình ảnh còn em minh họa cho các bác xem. Kẹp vào này, bê ra này, rất tiện nhá. Chắc tay luôn đấy, đây là cái bắt tay này. Bộ sản phẩm này đấy, của họ còn thiếu một món này, của em còn có cả cái lót chống nóng ở dưới nữa cơ. Đó, họ có 3 thôi, của em 4 món luôn. Siêu tiện ích luôn. Đấy, anh em các bác thấy chưa? Đó. Rất tiện nha. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Cầm anh cái ổ vàng ở đây. Đấy thì sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái ổ điện vàng nhé. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 5 chân này, cái ổ va đập ấy. Đấy, con này thì nó sẽ có cho các bác là 5 chân, 1, 2, 3, 4, 5, 5 chân cắm như này. Đấy, và có các cái dòng chân khó như này nhé. Con này thì các bác lên cho em là ổ vàng nhé. Ổ vàng, giá sẽ là 45k. Đó, ổ vàng, con này là cái gì, B1 à? Ổ vàng, giá sẽ là 45k nhé. Đấy, ngoài ra thì bên shop cũng có một cái ổ điện như này. Nó cũng là ổ vàng nhưng mà nó cùng tên, nên bên em sẽ lên nó là ổ B1 nhé. Ổ B1, giá sẽ là bao nhiêu? 65k nhá, 65k cái ổ B1 thế này. Con này thì hai con này đều là dòng chống va đập hết này. Đấy, đập phá thoải mái cho em. Đập phá thoải mái quá nhá. Đấy, dùng rất là thích này. Đấy, đập không hề có một cái vết cong vênh sứt mẻ nào luôn. Đấy, không hề một vết xước luôn nhá. Chống va đập rất là tốt luôn. Hai con này thì đều là dòng chống va đập hết nhá. Con này thì các bác lên cho em là ổ B1 giá sẽ là 65.000. Có đèn báo này. Về nhà các bác xoáy cho em hai cái ốc này ra, sau đó lật ngửa nó lên là mình kết nối dây vào đây cho em. Đó, công suất rất là lớn luôn, lõi của nó đều bằng đồng hết, cắm rất là ngon.
Đấy, còn con này thì nó cũng là dòng ổ đúc để chiến công trình nhá. Con ổ vàng này là 45.000. Đấy, ổ vàng 45.000. Còn con ổ B1 này sẽ là 65.000. Các bác muốn lấy con nào lấy nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước laser nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con thước rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình đo đạc đài dị năng cho các bác luôn. Có cho các bác là ba cái mực thước này, chéo, nghiêng và đứng này. Đấy. Có cái cản pin này các bác rút cái ra cho em. Đó, sau đó thì bật lên này. Đấy là nó sẽ là đèn led nó sẽ lên các bác này. Đấy đây, rất là sáng luôn các bác này. Các bác thấy không? Đó. Đây, em dọn anh tường cho bác xem này. Đấy, rất là xịn sò bác nhá. Đấy, mình có thể lấy góc vuông này, rất là tiện ích nhá. Lấy góc vuông các thứ đều ok hết này. Đấy. Và có tia ngang, tia dọc rất là tiện. Con này thì giá sẽ là 90.000. Lên mã giúp cho em đó là thước laser nhá. Giá sẽ là 90.000 cho một em như này. Các bác có thể dùng để mình làm thợ làm nghề hoặc là sử dụng chế cháo vào trong gia đình nhà mình cũng rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em là thước laser nhá, thước laser này. Thước laser giá sẽ là 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ vít xanh nhá. Giá sẽ là 40.000 cho một cái bộ vít xanh như này. Bao gồm cho em là một đầu vít này, một đầu vít, một tay nối dài và một tay nối dài và 30 đầu vít như này. 30 đầu vít to nhỏ lớn bé dẹt tròn đầy đủ cả thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, có đầu to, đầu nhỏ, đầu lớn, đầu bé, lục giác, ba khe, tròn, mũi khế đều có hết nhá. PH1, PH2, PH3 lắp vào đây cho em là mình sử dụng này. Rất là tiện luôn. 40.000 trong cái bộ vít như này thì các bác nên dùng. Đấy, rất là tiện ích này. Đó, thay tháo đầu rất là đơn giản thôi. Rất là ngon lành nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 cho một cái bộ vít như này thôi. Các bác dùng để mình làm thợ hoặc nghề hoặc là sửa chữa lặt vặt trong gia đình rất là ok. Nó ưu điểm của nó có tới 30 đầu vít khác nhau luôn. To nhỏ lớn bé lục giác ba khe đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Nên cho em là vít xanh nhá, giá sẽ là 40.000. Đó. Vít xanh, giá sẽ là 40.000 trong cái bộ vít xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về các bác sản phẩm đó là cái con đèn cầm tay này. Con này thì một đèn một cáp sạc có pin năng lượng mặt trời luôn và có rất là nhiều đèn cho các bác đi kèm này. Đấy, một con đèn cầu này. Một con đèn cầu khá sáng luôn. Tiếp theo là đến hai con đèn led hai bên này. Tiếp theo là một con đèn dọi như này, một con đèn dọi như này. Pha của nó cũng rất là dọi luôn, dọi khá là xa luôn các bác này. Đấy, rất sáng các bác này. Pha của nó dọi rất là sáng luôn các bác thấy không? Đây, ban ngày mà còn như này các bác biết rồi. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Đây, tấm pin năng lượng mặt trời có báo pin và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Điện thoại hết pin các bác sạc cái này ra cho em. Đó, rất là tiện nhá. Giá thì sẽ là 100 cành. Lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay nhá. Đèn cầm tay, giá sẽ là 100 cành. Đèn cầm tay này, đèn cầm tay giá sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm một con đèn nữa đó là đèn hộp nhôm nhá. Đây, con này là sẽ là đèn hộp nhôm, có dây đeo, cáp sạc đầy đủ cho bác luôn, có cả 500 hit này để các bác đặt lên cái nào mà mình cần để giữ để chiếu sáng này và có cả máy lửa luôn. Đây, đèn thì rất là sáng các bác này. Đấy, sáng lắm, sáng chóe luôn các bác nhá. Đấy, các bác đừng nhìn trực tiếp vào nó như nhìn vào mặt trời rất là nguy hiểm các bác nhá. Đấy, rất sáng luôn các bác nhá. Rất sáng luôn các bác thấy không? Đó. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là cả máy lửa luôn, có cả chế độ nhấp nháy cảnh báo này. Đấy, có cả máy lửa đây. Máy lửa thì các bác giữ lì cho cái phím thấp này cho em là nó sẽ lên này. Đấy, giữ lì đèn lên là máy lửa lên. Đấy, các bác thấy không? Đấy. Và các bác giữ là nó lại tắt này. Giữ là nó tắt. Đấy, nó rất là tiện nhá. Đấy. Các bác giữ lì này cho em là nó lại tắt. Đấy. Và các bác giữ này nó đèn nó tắt là nó tắt, rất là tiện ích luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Đèn hộp nhôm. Các bác lên cho em là đèn hộp nhôm nhá. Con này 100. Đấy, giờ gửi tới các bác giá chỉ còn 90.000 thôi. 90.000. Lên cho em là đèn hộp nhôm. Đèn hộp nhôm này. Giá của nó cực kỳ sốc luôn, 90.000 cho một con đèn hộp nhôm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động đây. Một bịch này của nó thì sẽ là 12 đôi. Và bên shop bán bịch cũng có mà bán lẻ cũng có. Các bác muốn lấy bịch thì lấy mà lấy lẻ thì lấy. Đấy, một bịch của nó thì sẽ là 70.000 cho 12 đôi. Còn mua lẻ thì sẽ là 5 đôi là 40.000. Đây. Đấy. Chất liệu của nó thì dệt 5D, giãn cực kỳ luôn, có cao su non này, chống trơn trượt này, cầm bút viết các thứ thoải mái luôn. Phải cầm bút viết thoải mái luôn các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em là găng tay lao động nhá, găng tay lao động này. Thì lấy 5 cái, 5 đôi thì 5 đôi thì sẽ là 40.000 nhá, 5 đôi là 40.000. Còn 12 đôi thì sẽ là 70.000. Đấy, mua cả bịch nó rẻ. Đấy, cả bịch là một bịch như này là 12 đôi thì giá chỉ có 70.000 thôi. Đấy, có là màu xám, màu đen và màu xanh thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ hút thổi bụi chạy bằng pin nhá, hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan các bác này. Con này thì hút cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, các bác thấy không? Hút rất là khỏe luôn. Đây. Đấy, một cái biển như này nó hút phát một luôn các bác này. Đấy, các bác thấy không? Một cái biển to như này mà còn hút được các bác này. Đấy, thấy chưa? Đó, rất là tiện ích nhá. Đó. Rất tiện ích luôn các bác này. Đó.
hút rất là khỏe luôn các bạn, hút rất là khỏe luôn này các bạn này. Đấy, nó hút cái túi bóng vào các bạn này. Đây. Các bạn thấy chưa? Đấy, đây. Cái túi bóng như này mà nó còn hút vào này các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Hút rất là khỏe luôn các bạn này. Đó, thấy chưa? Đó, đây nhá. Đấy, thấy không? Đây. Đấy các bạn thấy chưa? Cái túi bóng này nó còn hút vào được này các bạn này. Đấy, rất khỏe luôn nhá. Có các cái đầu như này. Đầu thổi luôn, đầu này đầu thổi các bác lắp vào đây này. Đấy các bác lắp vào là nó sẽ thổi thôi. Đây em thổi cho bác xem này. Đấy. Thổi cũng rất là mạnh luôn. Các bác có thể dùng bơm phao, bơm bóng đều được này. Đấy, đây thấy chưa? Đấy. Thổi này rất mạnh luôn. Đấy, rất mạnh luôn. Đó. Thổi rất là mạnh luôn nhá. Thổi thì lắp vào cái đít này xem. Đấy. Thì con này là chạy bằng pin nhá và có cáp sạc như này, có cáp sạc vào nhà các bác cắm củ sạc điện thoại nhà mình. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là đầu chổi, đầu chiếc đầy đủ cho bác luôn. Đấy, các cái đầu chổi như này nhá, đầu chổi, đầu hút như này vệ sinh. Lên cho là hút thổi bụi chạy bằng pin. Bỏ thanh cái điện đây xem nào. Cái thổi bụi điện này. Hút thổi bụi bằng pin nhá, thổi bụi pin này. Đó. Thổi bụi chạy bằng pin nhá. Giá sẽ là cái này là cả hút cả thổi luôn. Hút thổi bụi bằng pin giá sẽ là 100 mấy. Dòng dây điện này. 170k nhá, 170.000. Ngoài ra thì bên shop có cái con chạy bằng điện này. Đấy. Con chạy bằng điện này thì sẽ là 260.000 cho con bằng điện như này. Công suất của nó sẽ là đây. Đấy, con này của nó thì nó sẽ là vòng tua công suất của nó là 1000W luôn nhá, 1000W luôn. Sử dụng điện 220V. Con này thì hút thổi cũng cực kỳ là khủng luôn. Đấy, con này thì hút thổi rất là khủng luôn. Đây, các bạn này. Đấy, rất là kinh khủng luôn các bạn này. Đây, em lắp vào cho các bạn xem. Con này 260.000. Thổi bay hết đi luôn các bạn. Đây. Đấy, rất là thích luôn, các thấy chưa? Đó. Và có cả đầu hút nhá, hút thì các bác lắp cái vòi này sang đây, lắp cái vòi này sang đây thì nó sẽ chuyển sang hút này. Đấy. Lắp vòi này chuyển sang hút này. Hút rất là mạnh luôn các bác này. Đó. Đây. Đây các bác này. Đấy. Kéo vào túi bóng lên luôn này các bác. Được chưa? Đó. Đó. Hút rất là mạnh nhá. Con này sẽ là 260.000. Con này là hút thổi bụi bằng điện nhá. Đây, đây là cái đầu lưới hút của nó này. Một con bằng điện, con bằng pin. Đấy, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, tiện con nào thì mình sử dụng con đấy. Gia đình to thì các bác muốn thổi lá cây, hút bụi ngoài sân, ngoài sướng các thứ thì dùng cái con chạy bằng điện này cho em cho nó khỏe ạ. Đấy. Con này lên cho em là hút thổi bụi chạy bằng điện nhá, chạy bằng điện này. Giá sẽ là 260k. Đấy. Hút thổi bụi này, vừa hút vừa thổi luôn. Hút thổi này, hút thổi bằng điện 260.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ quần áo mưa này. Đấy. Bộ này thì sẽ là 195.000. Đấy, bao gồm là cả quần cả áo luôn, cả quần cả áo. Đây, hàng đúng như trên hình như này các bạn này. Đúng như trên hình như này luôn. Hàng của thương hiệu Tú Phong. Đấy, hai lớp nhá, hai lớp mặc và đúng như này luôn. Rất đẹp, dày dẫn chắc chắn. Giá thì cỡ là cỡ to, cỡ XL thoải mái cho bác mặc luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn. Giá thì sẽ là 195k nhá, 195k. Con này các bác ra ngoài cửa hàng mua họ sẽ bán cho bác khoảng 250 đến 300. Bên em bán 195.000 cho các bác thôi. Đấy, một quần một áo vào nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông này. Đấy, bộ rổ vuông như này, hàng nhựa của Việt Nhật, siêu bền và cực kỳ an toàn luôn, nhựa Việt Nhật này. Đấy, hai lớp. Một rổ và một chậu như này. Ba đôi nhá. Cứ một rổ một chậu cho em. Một rổ một chậu như này, bao gồm ba đôi. Con to nhất thì vào khoảng 35 cm và con nhỏ nhất này thì nó sẽ vào khoảng là đi 23 cm. Đây. Đây, nhựa của nó này. Đấy, được rồi. Thôi. Đấy, nhựa của nó này. Rất tuyệt vời luôn. Bạn thấy không? Chất nhựa của nó này. Bỏ cho anh cái chai xịt chống thấm. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em là rổ vuông nhá. Rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ rổ vuông như này, bao gồm là ba đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nắp cống nhựa ngăn mùi này, nắp cống nhựa ngăn mùi. Giá thì chỉ có 15k thôi. Con này thì tiện lắm. Các bác mua về để mình để vào trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là ok. Ngăn mùi rất là tốt. 15k trong cái bộ nắp cống nhựa ngăn mùi như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Với hệ thống thoát nước nhà vệ sinh của mình, với những mùi hôi khó chịu và những con côn trùng không biết từ đâu trở lên, thoát nước kém và bị tràn ngập đã có cách giải quyết với chiếc phiểu thoát nước thế hệ mới. Với những ưu điểm vượt trội, cơ chế khóa một chiều thông minh cùng với lớp cao su liền CPR tạo thành lớp bảo vệ vững chắc ngăn chặn mùi hôi và vi khuẩn xâm nhập dưới đường ống. Thoát nước dễ dàng gồm 4 cửa xoáy 360 độ giúp thoát nước nhanh và ổn định nhiều lớp lưới ngăn chặn rất mật hiệu quả. Bạn không phải lo đường ống bị tắc nghẽn hay tràn nước. An toàn tiện lợi dễ dàng bảo vệ sức khỏe bạn và gia đình, tiết kiệm chi phí thay thế các loại inox đất đỏ, kế hiệu quả kích thước phù hợp với mọi lỗ thoát nước sản hiện nay. Nên thay thế nắp van cống nhà mình. Bạn đang gặp vấn đề với hệ thống thoát nước nhà vệ sinh của mình, với những mùi hôi khó chịu và những con côn trùng không biết từ đâu trở lên, thoát
thoát nước kém và bị trào ngược đã có cách giải quyết với chiếc phiền thoát nước thế hệ mới. Với ưu điểm vượt trội cơ chế khóa một chiều thông minh cùng với lớp cao su liền CPU tạo thành lớp. Giá chỉ có 15k thôi các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bình xịt chống thấm này. Đấy, con này thì công nghệ nano. Đấy, công nghệ nano Nhật Bản. Thì khi mà các bác xịt vào thì nó sẽ phủ lấp các cái bề mặt cho các bác rất là tốt luôn. Đấy, khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em. Đó, sau đó thì mình bắt đầu xịt này. Đây, em sẽ xịt cho các bác xem nhé. Lắc đều lên cho em nhé. Đấy, đây các bác này. Đấy. Thì nó sẽ là cái dạng mà nano như này. Đấy, nano như này và nó là dòng cao su non. Thì khi xịt thì nó sẽ phủ lên các cái bề mặt rất là tốt này. Đây, nó đang phủ lên các bề mặt này. Đấy, thì khi mà các bác xịt vào thì nó sẽ giúp cho các bác là lấp kín các cái lỗ hở rất là tốt luôn. Các cái vết nứt rất là tốt nhá. Máy trần nhà rồi là tường rồi là các vết nứt rất là ok. Giá sẽ là 50k nhá. Lên thì em là xịt chống thấm 50.000. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Các bạn này. Hiệu quả trên mọi bề mặt chất liệu, chỉ với vài thao tác xịt đơn giản, tạo lớp phủ nano trên bề mặt, siêu kết dính, giúp hàn vá mọi vết nứt và chống thấm. Rất là tiện luôn các bạn này. Bề mặt vật liệu như nhựa, bê tông, sắt, thép, gạch men, thậm chí là bề mặt gỗ, cao su. Hiệu quả lên đến 10 năm, không lo bong chóc. Đặc biệt, khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím bất chấp nắng mưa. Giải quyết nỗi lo thấm sụp cho bà con. Rất tiện luôn các bạn ạ. 50k cho một bình các bác nhá. Đấy, xịt chống thấm mái tôn này, mái ngói này rồi nói chung là các cái bề mặt thấm rột nứt các bác xịt vào cho em, rất ok luôn. Giá này chỉ có cho các bác là các cái khe nứt như này, 50.000 một lọ nhá. Đấy, rất ok. Hello các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Một số mã cực tốt thanh lý cho bác trong ngày hôm nay. Đó. Đầu tiên thì bên shop về cho bác cái máy tỉa lông mũi mini nhá. Tỉa lông mũi mini con này thì chỉ chuyên để tỉa lông mũi thôi, dùng sạc pin. Đấy, có kèm cho các bác một cái dây sạc như này nhá. Có kèm các bác một cái dây sạc như này. Về nhà các bác cắm cái củ sạc điện thoại nhà mình giúp cho em. Đó, rất tiện luôn. Và con này thì các bác chỉ cần bấm này là nó quay này. Đấy, dùng để tỉa lông mũi và cái này thì nó là dạng quay bên trong nên rất là an toàn nhá. Rất là an toàn luôn này các bác. Đấy, máy chạy cực kỳ là êm luôn. Đây. Máy chạy cực kỳ là êm luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k nhá. Lên mã giúp cho em cái mã đầu tiên đó là tỉa lông mũi mini, giá sẽ là 60.000 cho một con như này. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc thôi. 60.000 cho một con tỉa lông mũi mini như này các bác nhá. Đó, 60k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi vàng này. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 40cm. Rất dài các bác. Và cái đầu này thì có điều chỉnh được nước này và có thể ngoắt nhéo được này, có thể ngoắt nhéo được, rất là tiện luôn. Thì con vòi vàng như này về nhà các bác chỉ cần kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình thôi. Đấy, mình có thể vặn đi vặn lại này, xoay tròn để mình xả nước rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là vòi vàng nhá. Vòi vàng giá sẽ là 35.000 cho con vòi vàng như này, 35k. Thì các bác này khi các bác lắp vào nó sẽ như này. Đấy, lắp vào rất là tiện luôn. Đây. Đấy, rất tiện nhá. Có thể là mình vặn điều chỉnh rất tiện luôn. Đó. Rất tiện luôn các bác thấy không? Đó. Đấy, có thể xoắn tròn này, điều chỉnh này, rất tiện nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 thôi. 35.000 cho con vòi vàng như này. Đấy, đúng như trên video luôn nhá. Vặn vỏ này, điều chỉnh này, kết nối vào đầu nguồn nước này. Vòi vàng nhá, 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bút thông mạch này. Con này thì bên shop sẽ lên nó là bút thông mạch nhá. Bút thông mạch 20.000 một chiếc và 50.000 ba chiếc nhá. 50.000 cho ba chiếc. Đây, đấy, nó sẽ là một con bút này rất là tiện này. Đây. Đây các bác thấy không? Đây. Cái nào con nào về mà nó hết pin thì các bác thay pin cho em nhá. Bên em có kèm pin sẵn đây rồi. Về nhà các bác có thể là thay pin và giúp cho em. Đấy. Hàng nó sẽ là để lâu thì nó có thể nó hết pin thì các bác thay pin mới vào cho em. Đấy, cái này bên em có sẵn pin đây rồi. Lên cho em là bút thông mạch 20.000 một chiếc và các bác mua từ 3 chiếc thì sẽ là 50.000. Đây. Đây các bác này, rất là tiện luôn nhá. Đó. Rất tiện cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Và các bác về các bác sử dụng nó rất là tiện ích. Đấy, giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Về nhà các bác thay pin cho em. Lên cho em là bút thông mạch, giá sẽ là 50.000 ba cái, còn mua lẻ 20.000 một cái. Ngoài ra thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bút cao su như này. Con này nó cũng là dòng để thông mạch. Đây, nhưng mà nó to hơn. Đây, to hơn. Con kia nó cũng đèn sáng như này thôi các bác nhá, cũng đèn sáng như này. Đó, nhưng mà con này thì nó sẽ to hơn một chút. Đầu nó là đầu phủ cao su như này thì các bác có thể dùng vừa làm bút thông mạch, đo điện vừa làm tô vít được luôn. Lên cho em là bút cao su, giá sẽ là 30.000 cho một con bút cao su như này nhá. Con này thì chắc chắn hơn, to hơn. Con này thì các bác chỉ dùng để thử điện thôi, nhưng con này vừa thử điện vừa làm tô vít được luôn. Đấy. Thì lên cho em là bút cao su, giá của nó sẽ là 30.000. 30.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn 20, giá sẽ là 110.000. Bao gồm là một đèn
một viên pin và một cáp sạc. Con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng đèn siêu sáng và thân của nó đều bằng nhôm hết nhá, thân của nó bằng nhôm hết nên các bác dùng rất là tiện. Đấy, một viên pin hãng dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, một viên pin hãng rất là tiện ích nhá. Đấy, một viên pin hãng dùng rất là tiện các bạn. Đây, lắp vào này. Đấy, lắp vào. Các bác lắp mà nó không lên thì các bác đảo cái chiều pin đi cho em. Đấy, đảo cái chiều pin đi cho em là xong. Đó. Thì các bác lắp một chiều không lên thì các bác đảo chiều pin đi cho em là nó sẽ lên. Đấy, rất là tiện nhá. Hoặc là nếu mà các bác lắp mà không lên nữa thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, hàng vận chuyển từ nước ngoài về để lâu nó hết pin. Nên mã giúp cho em đó là đèn đèn 20, giá sẽ là 110.000 cho con đèn 20 như này. Đèn 20 110.000. Các bác lắp pin đúng chiều cho em là sẽ lên nhá. Thứ nhất là lắp đúng chiều, thứ hai là xoáy chặt vào thì nó mới lên nhá. Đấy, vừa nãy em xoáy lỏng nó cũng không lên. Đó. Nó sẽ có cho các bác là ba chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Đấy. Và nó có thể zoom được này. Đấy, các bác có thể zoom như này. Con này thì rất sáng luôn đây các bác này. Đấy, khoảng sáng của nó rất là rộng luôn. Và mình có thể zoom điều chỉnh như này nhá. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, tùy theo mình chỉ cần đẩy ra như này vào này là xong. Zoom nó rất là nhanh. Đây, pha của nó này. Sáng khủng khiếp luôn các bác thấy không? Đây. Đấy. Điểm sáng của nó rất là lớn nhá. Ban ngày như này, ban đêm các bác dùng rất là thích luôn. Đấy, mình có thể pha điều chỉnh như này. Con này giá thanh lý cho các bác, giá cực tốt luôn. Giá không lợi nhuận nhá. 110.000 cho một con đèn như này. Lên mã giúp cho em đó là ở đây thì nó có cái đốc này để các bác lắp cho em ba của pin con thỏ nhỏ cũng được. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20. Đèn 20 giá sẽ là 110.000 một con nhá. 110.000 siêu sáng luôn. Đó, đèn 20 110.000 siêu sáng luôn các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đây. Cái bình chảy inox nhá. Dòng này thì là bình 4 lít. Đấy, bình 4 lít. Phương ơi. Dòng này nó sẽ là bình 4 lít này. Đấy, bình 4 lít này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 3 màu. 3 màu nhá. Đấy, 3 màu. Cái này còn hai lạng không? Nó sẽ có dòng 2 lạng và dòng 4 lạng nhá. Dòng 2 lạng và dòng 4 lạng. Đấy, giá thì con 4 lạng này là bao nhiêu? 4 lạng này sẽ là 130.000 nhá. Dòng này sẽ là dòng 4 lạng này. 4 lạng 130.000 một con. Có 3 màu nhá. Đây. Hàng có ren xoáy như này. Có ren xoáy như này. Bỏ cái môi ra đây cho anh. Hàng có ren xoáy như này các bác nhá. Đấy, có ren xoáy như này các bác này. Ren xoáy có gioăng cao su luôn. Đó. Con này thì giá sẽ là 130.000 cho cái bình 4 lạng. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là 2 lạng. 2 lạng có mấy màu? 2 lạng thì em cũng có màu đỏ đô này và màu vàng giống này nhá. Còn 2 lạng thì giá của nó sẽ là bao nhiêu? 90.000 cho một con bình 2 lạng như này. Con 2 lạng này giá sẽ là 90.000 các bạn. Đấy, lên cho là bình 2 lạng này. 2 lạng giá sẽ là 90.000. Đó. Thì ô đây rồi, không cần. Con này nó con 2 lạng cũng có màu vàng luôn nhá. 2 lạng có màu vàng. Đấy, và màu đỏ đô như này. Hàng nội địa của Nhật. Con này các bác chuyên để đựng chè này, đựng cà phê này, đựng các loại hạt này, đỗ lạc này. Nói chung là đựng đồ khô thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Nắp nó rất là kín, ruồi muỗi kiến rán không thể vào được. Các bác có thể đựng đường, đựng cà phê, đựng các loại hạt rất là ok. Hàng rất đẹp, rất chất lượng này. Có màu vàng, màu đỏ đô, màu inox sáng bóng như này. Đấy, rất đẹp các bác theo. Đây, dày dẫn chắc chắn đẹp lắm. Giá rất là rẻ. Con này 130.000. Còn con 2 lạng này sẽ là 90.000 các bác nhá. 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ môi này. Cái này 40.000 cái à? Môi. Đây, cái bộ môi như này các bác này. Đấy. Đây, một cái mẫu môi rất là đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, một cái mẫu môi rất là đẹp như này các bác này. Đó, rất đẹp các bác này. Bên em về nó sẽ có 3 mẫu như này các bác này, 3 mẫu như này. Đấy, kích thước thì nó tương đương như nhau nhá, tương đương như nhau. Chất liệu thì khỏi phải bàn rồi. Nó sẽ là dòng inox 304, môi cực kỳ nhỏ gọn, võng môi, dễ làm, dễ múc và đứng nồi nhá. Khi các bác để vào nồi này nó rất là đứng như này này và khi múc ra nó rất là tiện. Đầu tiên là môi liền này, môi liền này. Tiếp theo là đến môi lỗ tròn này. Đấy, lỗ tròn và môi này sẽ là môi xẻng nhá. Đấy, môi liền, môi lỗ tròn và môi xẻng. Đấy thì nó sẽ có 3 mẫu như này. Giá thì bằng nhau đều là 40.000. Các bác có thể lấy theo combo 3 chiếc hoặc là lấy môi lỗ, môi xẻng hoặc là môi liền, tùy theo nhá. Cái này thì lên xem là môi liền này, môi liền này. Đấy, con này là môi lỗ này và con này sẽ là môi xẻng này. Đấy, 3 mẫu như này. Nó đều là môi. Đấy, môi hoặc là miền Nam thì các bác gọi thế nào đấy thì tùy. Miền Bắc em gọi là môi các bác nhá. Miền Bắc gọi là môi. Đó. Môi liền này. Đấy, đây là môi liền này. Thứ hai là môi lỗ này và thứ ba là môi xẻng này. Đấy. Giá thì đều là 40.000, hàng siêu dày dẫn các bạn. Dày lắm các bạn, dày dẫn chắc chắn, rất tuyệt vời luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ
ví xanh này, 100.000 cho cái bộ ví xanh như này. Đấy, 100k cho một cái bộ ví xanh như này. 100.000 các bác nhá. 100.000 cho bộ ví xanh như này. Bộ này rất nhiều chi tiết luôn, tha hồ thoải mái sử dụng này. Đấy, đây, đầy đủ chưa các bác ơi? Đẹp mê ly luôn nhá. Đẹp mê ly luôn. 1 2 3 nói chung là tầm khoảng trên 10 chi tiết. Có nạo gót chân này, 3 4 cái bấm móng này, kìm cắt kéo cùng các kiểu con là điều luôn nhá. Đấy. Giá thì chỉ có cho bác là 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh nhá. Đấy, lên mã theo là ví xanh. Giá sẽ là 100.000 cho con ví xanh như này. 100.000 cho cái ví xanh như này nhá. Con này rất là tiện luôn. Đấy. Ví xanh 100k. Lên mã giúp cho em là ví xanh này. Ví xanh 100k nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái phao nước đây. Thì cái này dùng rất là tiện, cứ nước dâng lên là 1 sen là phao nó sẽ tự ngắt này. Đấy. Lên mã giúp cho em là phao nước nhá. Nước dâng lên 1 sen là phao nó sẽ tự ngắt, rất tiện cho các bác luôn. Đấy. Nước dâng lên 1 sen, phao tự ngắt, rất tiện các bạn. Đấy. Rất tiện và dễ sử dụng các bạn. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. 70.000 nhá. Đấy. 70.000 trong cái phao nước như này, đợt này về cho bác giá thì còn 60k thôi. Lên cho em là phao nước nhá. Đó. Phao nước giá sẽ là 60k, giá siêu tốt cho bác luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác nhá, hình ảnh thực tế luôn này. Đấy, xoáy vào này, rất đơn giản thôi. Đấy, xả nước xuống này. Đó, nước ngập 1 sen là phao sẽ tự đóng này. Rất tiện các bác nhá. Đó. Tiện lắm. Con này thì các bác dùng nó đa di năng được nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Các bác bỏ hết cái phao truyền thống đi. Rồi ok. Hello các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về rất nhiều mã hàng. Thì em hãy lên video để trân trọng gửi tới quý bạn và các vị. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng các nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác cái mẫu quạt phun sương 2 tầng các bác nhá. Quạt phun sương 2 tầng rất là đẹp luôn này. Con này thì tổng cái chiều cao của nó vào khoảng là 40 cm. Đó, chiều ngang của nó thì vào khoảng 15 cm và con này có thể xoay được các bác này. Hàng này thì nó sẽ là hàng cắm điện nhá. Sử dụng điện và nó sẽ là cắm cổng USB. Và về nhà thì các bác cho nước vào đây cho em này, cho nước vào đây cho em. Đó, cho nước vào đây là các bác dùng là bật lên là xong, là nó sẽ ra phun nước ở đây và quạt sẽ quay. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây em sẽ cắm test thử cho các bác xem luôn nhé. Con này nó sử dụng chân USB như này nhá. Đấy, chân USB thì về nhà các bác cắm vào cái chân của cái ổ USB nhà mình thôi. Cắm vào chân ổ USB nhà mình. Đấy, bên em thì chỉ có kèm cái cáp cắm như này thôi. Về nhà các bác cắm vào chân ổ USB nhà mình, sau đó cắm vào nguồn này cho em này. Đấy, cắm vào nguồn này cho em. Đó. Và về nhà thì các bác cho nước vào cho em này. Các bác cho nước vào đây cho em nhé. Đây, đấy, đây. Cho nước vào đây cho em này. Đấy. Cho nước vào. Ok. Đó, đây. Cho nước vào đây các bác nhá. Cho nước vào đây cho em này. Đậy nắp lại này. Đó. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là cái công tắc nguồn này. Các bác bật cái công tắc nguồn này lên này. Đó. Đây, nó quay này các bác này. Đó. Và các bác bật số là nó sẽ chạy thôi. Đây các bác nhá. Đó. Quạt đang chạy đây này. Đấy, và tính năng phun sương thì nó sẽ ở đây cho các bác nhá. Đó. Nó sẽ có 3 số cho các bác luôn. Đây. Phun sương thì các bác có thể là phun một tia hoặc là phun 3 tia. Đấy, ở đây thì các bác cứ nhấp công tắc này nó sẽ lên này. Đấy, các bác thấy không? Đây, sương nó phun ra rất nhiều luôn nha các bác nhá. Đó, đây cho này. Đây, sương phun ra rất nhiều luôn. Đây các bác này. Đó, con này thì hàng đa di năng luôn. Vừa quay vừa phun sương được luôn nhá. Đấy, vừa quay vừa phun sương được luôn. Con này thì dùng rất là thích này. Đấy, các bác dùng ví dụ như là cái quạt này thì có thể điều chỉnh lên xuống này. Đấy, thì theo cái quạt này có thể điều chỉnh nhá. Và quay như này. Đó, đây. Các bác xem cái lượng xương nó phun ra này. Đây, xương nó phun ra này. Đó, các bác thấy không? Đây. Đây các bác này, xương nó phun ra rất là nhiều luôn. Đó. Và xương của nó thì là xương mảnh nhá. Xương mảnh, xương tơ cho nên là không bị ướt này. Đấy, đây em để tay như này mà cũng không có dấu hiệu ướt tiết thì các bác này. Đó. Xương mảnh, xương tơ như này. Rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó, đây các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300 cành. Lên mã giúp cho em đó là quạt phun xương nhá, quạt phun xương. Giá sẽ là 300k thôi. Các bác lên cho em là quạt phun xương nhá. Đó. Quạt phun xương này. Quạt phun xương. Giá sẽ là 300.000 nhá. 300k. Đó. 300k cho quạt phun xương như này. Con này thì nó sẽ có cho các bác. Được đấy. Có cái điều khiển từ xa như này các bác nhá. Có điều khiển từ xa này, các bác rút cái điều khiển từ xa cho em này, mình sử dụng này. Đấy, tắt đi này. Bật lên này. Đấy. Có điều khiển từ xa luôn, hàng hit hot cho các bác luôn, hit hot luôn, có điều khiển từ xa này. Đấy các bác bật lên cho em này. Đấy, bật lên này. Đây.
Đấy, bật lên và dùng chế độ là cái này là chế độ 3 tia nước này. Đấy, các bác có thể dùng 3 tia nước này, quạt này. Đấy, quạt thì nó sẽ có là quạt 1, quạt 2 nhá. Đấy. Và chế độ quay này thì nói chung là ở đây nó có hết rồi. Các bác cứ thế là về các bác sử dụng thôi. Nó rất là tiện nhá. Đây, bật 1 quạt, bật 2 quạt này, chế độ phun sương này, chế độ phun nước này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Cái này là quạt số 1, quạt số 2, nó có hai cái quạt riêng. Và cái này là chế độ là xoay tròn này, cái này là chế độ nước sương này, và cái nguồn này là màu đỏ này là tắt đi này. Tắt đi này. Đấy. Còn bật lên thì các bác bật luôn cho em, bật quạt lên là nó sẽ lên luôn. Đấy, bật quạt là quạt sẽ chạy luôn. Đấy. Bật phun sương là nó sẽ phun sương thôi nhá. Đấy. Nó sẽ có 3 chế độ phun sương này và quay này. Nói chung là rất tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Và hết nước thì các bác lại tiếp nước vào đây cho em. Đấy. Hết nước thì các bác lại tiếp nước vào đây cho em nhá. Đấy, hết nước lại tiếp nước vào đây. Nói chung là các bác dùng cả ngày mới hết cho nước này thôi. Tại vì cái dòng phun sương này nó mất rất là ít nước các bác. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 300.000 thôi. 300.000 bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. Lên cho em là quạt phun sương các bác nhá. Đấy, quạt phun sương. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái quạt các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đen nhá. Đây quạt đen. Con này nó sẽ màu đen như này. Các bác lên cho em là quạt đen tích điện nhá. Quạt đen tích điện. Đó, quạt đen tích điện. Đây. Quạt đen tích điện. Con này thì có công tắc này, bật lên này. Gió cực mát luôn. Công suất của nó sẽ là 199V này. Mắc của nó là 6000A nhá, 6000A. Hàng của thương hiệu Makita. Đấy. Rất mát luôn nhá. Các bác thấy không? Gió này. Con này gió mạnh lắm. Nó chạy bằng pin như này thì rất là tiện ích. Nó sẽ có số 1, số 2 nhá, số 1, số 2. Thì các bác dùng nó rất là tiện. Con này đường kính của nó vào khoảng là 25cm. Và có cho các bác là một viên pin của Makita như này. Một viên pin của Makita và một cái cáp sạc như này nhá. Một cáp sạc như này. À, một cái cục nguồn sạc như này. Đây, cục nguồn sạc các bác cắm ở đầu này cho em. Đây, nguồn sạc thì cắm ở đây cho em. Đấy nhá, cắm ở đây này. Đấy, cắm ở đây cho em để các bác sạc pin này. Rất đơn giản vậy thôi. Hàng của thương hiệu Makita của Nhật nhá. Makita của Nhật. Giá thì sẽ là 380.000. 380.000 cho một con quạt pin như này. Đấy, các bác lên cho em là quạt đen tích điện nhá, quạt đen tích điện này. Đấy, công tắc đây, bật lên cho em là xong. Đó. Hết pin thì về nhà các bác sạc vào cho em nhá. Đó, hết pin các bác sạc vào cho em. Một con pin như này có thể chạy liên tục cho các bác là từ 3 đến 5 tiếng nhá. Từ 3 đến 5 tiếng cho một con quạt như này. Thì con này rất tiện ích luôn. Đấy. Giá chỉ có 380.000 thôi. 380k bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là con này thì nó có hai số nhá. Số 1 và số 2. Thì tùy theo các bác muốn dùng số nào thì dùng. Đấy, nó có hai số. Số 1 và số 2 nhá. Cái công tắc này ở giữa này. Số 2 thì các bác bật sang bên 2 này. Đấy. Số 1 thì các bác bật sang bên 1 này. Đấy, và công tắc thì nó nằm ở giữa. Lên mã giúp cho em đó là quạt đen tích điện. Quạt đen tích điện. Giá của nó sẽ là, lên cho em là quạt Makita đi. Quạt Makita. Giá của nó sẽ là 380.000. Đó. Quạt đen tích điện hoặc là quạt Makita cũng được. Đó. Các bác lên cho em đó là quạt đen tích điện này. Đấy. Quạt đen tích điện. Giá sẽ là quạt đen tích điện này. Giá của nó sẽ là 380k nhé. 380.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Cho cái mã quạt đen tích điện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái bàn chải này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em đó là bàn chải tay nhá. Đấy, bàn chải tay. Các bác cầm tay như này, các bác chà kỳ cọ này, đánh quần, đánh áo này. Đấy, bàn chải tay. Giá của nó sẽ là 15.000 cho một chiếc nhá. 15.000 một chiếc. Và bác nào mua từ 3 cái thì sẽ là 40.000. 40.000 cho 3 cái. Còn mua lẻ là 15.000 một cái. Cái nhựa của nó, cái cao su này của nó, cái phần cước này của nó khá là dày luôn. Và đánh thì rất là êm nhá. Các bác có thể dùng để mình tắm rửa này, kỳ cọ này, đánh chân tay, rồi nói chung là đa di năng được hết nhá. Đấy, đánh tắm rửa, kỳ cọ, đánh chân, đánh tay đều ok hết. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 cho một chiếc. Lên cho em là bàn chải tay nhá, bàn chải tay. Đấy. Bàn chải giặt quần áo hoặc bàn chải tay cũng được. Giá sẽ là 15.000 một cái và mua từ 3 cái thì sẽ là 40.000, 40.000 3 cái. Các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, giặt quần, giặt áo rồi sân sướng các thứ rất là ok. Thiết kế rất là tuyệt vời luôn. Đó, cầm như này. Cầm này các bác sử dụng này, rất là gọn, nhỏ gọn, tiện ích. Dài thì khoảng là 10cm, rộng thì khoảng 5cm. Bàn chải tay nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chổi gạt kính nhá, 20.000 một chiếc này. Đấy. Lên mã giúp cho em là gạt kính 20.000 một cái và mua từ 3 cái thì sẽ là 50.000.
ba cái là 50.000 cho cái gạt kính như này. Đây, cái này thì cái chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 25 cm. Đấy, cái chiều bản của nó là 25 cm mà chiều này khoảng 30 cm. Các bác cầm như này cho em. Đấy, mình ví dụ như là cửa này, sân sướng này, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này, có nước này, thì các bác cầm này các bác gạt đi cho em. Đấy, chổi gạt kính nhá, lên cho em là gạt kính. Giá sẽ là 20.000 một cái và mua 5 cái, 3 cái thì sẽ là 50.000. 50.000 cho 3 cái nhá, 50.000 cho 3 cái gạt kính như này. Đây các bác này, đấy, khi các bác dùng nó rất là tiện nhá. Các bác cái phần kính của mình dùng mình lau chùi đi cho em. Sau đó thì mình dùng cái này mình gạt đi, rất là sạch luôn. Đây, các bác thấy không? Đó. Cái này thì các bác gạt nó rất là sạch. Đấy, sạch nó khô luôn và cái kính nó sẽ không để lại vết nhá. Đây, các bác xem này. Đó, thấy chưa? Kính ô tô này, kính cửa này, đấy, các bác thấy chưa? Rất sạch luôn. Gạt đi đâu là sạch cái đấy luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là gạt kính nhá. Giá thì chỉ có 20k một chiếc này thôi. Các bác nên mua lắm. Đấy, sử dụng nó rất tiện ích. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đây, nó sẽ là cái hộp đựng đũa thìa nhá. Lên cho em hộp đựng đũa thìa, giá sẽ là hộp đựng đũa thìa. Giá của nó sẽ là 160.000. Hộp đũa thìa, lên cho em là hộp đũa thìa thôi. Hộp đũa thìa này. Đấy, đũa thìa. Giá sẽ là 160k nhá. 160.000 cho cái hộp đũa thìa như này. Bằng inox 304 sáng bóng đẹp. Dưới đáy này là các bác có thể tháo ra được, mình đổ nước đi nhá. Tháo ra đổ nước đi. Đó. Cái khay này thì chiều cao của nó vào khoảng là 20 cm, chiều rộng cũng khoảng 20 cm và cái chiều bề rộng này thì nó sẽ là vào khoảng trên 10 cm. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một cái dắt kéo, một cái dắt liếc này, 5 con dao này và cái hộp này để các bác cắm đũa cắm thìa vào đây. Đấy, rất tiện ích, đẹp và sạch sẽ để cho các bác sử dụng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hấp dẫn luôn, chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là hộp đũa thìa nhá. Giá sẽ là 160k cho một cái hộp đũa thìa như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Hôm nay thì bên em về cho các bác cái mẫu quạt của bên em các bác nhá. Đó. Okay. Thì sẽ có cho các bác là hai dòng đấy. Và mỗi mẫu này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá. Đấy, cái mẫu con camel này thì nó sẽ có cho các bác là màu trắng và màu đen. Con camel này thì có màu trắng màu đen thôi nhá. Còn cái con quạt đồng này thì sẽ có hai màu, đó là màu đồng và màu ghi xám này, màu đồng và màu ghi xám. Thì một là chọn màu, hai là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên các bác nhá. Đấy. Hàng thì rất chất lượng cho các bác. Đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn. Đầu tiên thì em sẽ test cho các bác cái con quạt màu đồng này nhá. Đấy. Nó sẽ có hai màu là màu đồng và màu ghi xám này. Đấy. Con bo mây nhá. Đấy đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là về nhà thì em gửi thì rời thì về nhà các bác lắp đặt nó cũng rất đơn giản thôi. Đấy, số 1 này. Đấy, có công tắc bật này các bác này. Đấy. Nó sẽ có số 1 đến số 5 và có công tắc đóng ngắt các bác nhá. Đó. Đấy, đây em đang bật đây, đang bật đây các bác này. Đấy. Đây em đang bật là số 5 nhá. Đấy, số 1 là mạnh nhất các bác nhá. Đấy. Đấy, số 5 là mạnh nhất các bác này. Đấy, đây. Có thấy không? Đây. Đó. Cầm cho anh cái này tí nào mình này. Đấy, gió rất khủng khiếp luôn các bác nhá. Đấy. Thì đây nó sẽ có một là có cái công tắc này. Công tắc này là chức năng luôn các bác nhá. Công tắc này là chức năng luôn này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 này. Thì các bác có thể tùy chỉnh nhá. Cái lưới này thì của nó là bằng thép và mạ màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, đây. Số của nó đây, công tắc đây các bác có thể bật tắt này. Đấy. Gió rất mạnh luôn các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, gió rất mạnh luôn. Đấy. Sức gió của nó rất là mạnh luôn. Đó. Các bác thấy chưa? Đó, rồi ok. Đó thì con này của nó thì dây của nó là 100% là lõi đồng hết nhá. Thông số của nó đây. Rất nặng luôn các bạn, rất nặng luôn. Đây. Đấy, quạt mạnh mẽ này. Công suất của nó là 1400W, điện 220V này, 50Hz này các bạn này. Đó. Và có công tắc như này các bạn nhá. Đấy. Đây, sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Huy Lâm. Đấy các bạn nhá. Nó rất chất lượng cho các bác luôn. Thì con này thì nó sẽ là 1.600.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Nhận hàng thì các bác cứ lắp ráp rồi bật thử, sau đó thì thanh toán tiền nhá. Đấy, và con này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, một là màu đồng
hai là màu ghi nhá, màu ghi xám này. Đấy thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy, các bác lấy nguyên màu đồng thì lấy, mà lấy màu ghi xám thì lấy nhá. Đó, con này thì sẽ là 1.600.000. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là quạt quạt đồng nhá, quạt đồng. Đấy thì có hai màu, quạt đồng này thì có hai màu, đó là màu màu đồng và màu ghi xám, các bác ấy muốn lấy màu nào lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con quạt của thương hiệu Camel nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là quạt Camel. Đấy, tất cả thì đều sử dụng điện 220V hết. Đấy, con này thì của thương hiệu Camel này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 số nhá. Đấy. Con này thì cũng rất là mát luôn và có tốc năng sau đây. Đấy. Con này thì nó sẽ nhỏ gọn hơn một chút và cái giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Con này thì nó sẽ là hàng dân dụng bình thường. Còn con to này thì các bác có thể vừa dùng công nghiệp, cỗ bàn, vừa dùng gia đình được. Tại vì nó có 5 cấp số luôn, cho nên là các bác có thể dùng tùy theo nhu cầu của các bác nhé. Đấy, con này cũng rất là ngon luôn và gió rất là mát nhé. Đấy thì nó sẽ có số này là số mạnh nhất này, sau đó đến số 3 này, số 2 này, số 1 này. Đấy, và có hiện giờ nhé, có hiện giờ đây. Thì nói chung là cũng rất là tuyệt vời cho các bác sử dụng thôi. Đó, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000. Con này thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu đen và màu trắng. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Giá sẽ là 450.000 cho một con quạt Camel như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là cánh bằng, tất cả là cánh đều bằng nhôm hết nhá. Con quạt đồng này thì cũng là cánh bằng nhôm này. Đấy, quạt đồng này cánh bằng nhôm, và con Camel này thì cũng là bằng nhôm luôn. Đấy, cánh bằng nhôm cho nên là nó rất là nhẹ và gió nó rất là nhiều, và dùng nó không bao giờ bị lo bị vỡ cánh như là cánh nhựa nhá. Đấy, dòng cánh nhôm này thì dùng cực kỳ là chất và ngon lành luôn. Đó thì giá thì con này sẽ là 450.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Bao cho các bác là dây cuốn quạt đều là dây đồng hết nhá. Đấy, bao dây đồng các bác có thể kiểm tra. Đấy, bao dây đồng hết luôn. Đó, tất cả đều là dây bằng đồng nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ nặng vào khoảng là vài cân thôi. Đấy, vào khoảng 3-4 cân gì đấy. Còn con này thì nặng lắm, con này thì nó phải hàng cả đế điếc của nó, tất cả nó phải hàng chục cân, hơn chục cân nhá, rất là nặng luôn. Đấy, con này thì rất là nặng luôn. Đó thì các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá. Quạt đồng thì có hai màu, màu đồng hoặc là màu ghi xám này. Còn con quạt Camel này thì sẽ có hai màu, màu đen và màu ghi, thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy các bác nhá. Đó là các cái mẫu quạt của bên em, rất mát luôn. Gió rất mát luôn các bác nhá. Đó. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lên một cái video chuyên về các cái mã đồ điện của bên em. Đó, đồ điện bên em nhá. Tất cả các dòng này thì nó đều là hàng Nhật xuất, sử dụng điện 220V nên các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái mã ấm siêu tốc, thì bên em sẽ có cho các bác là 3 mẫu nhá, 3 mẫu. Đầu tiên thì nó sẽ là một con ấm siêu tốc của Hàn Quốc này, ấm siêu tốc Hàn Quốc. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2,5 lít nhá, 2,5 lít. Và hàng này của nó thì bên ngoài bằng nhựa chống nóng, bên trong bằng inox 304. Đấy, bằng nhựa chống nóng, bên trong bằng inox 304. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, ấm siêu tốc Hàn. Giá của nó sẽ là 130k nhá. Đấy. 130k, 130k cho con ấm siêu tốc Hàn Quốc như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn nhá. Ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000. Ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000 các bác nhá. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con sản phẩm đó là cái con phích đun sôi nhá. Đấy, phích đun sôi. Hàng cũng của thương hiệu Cúc Cu luôn. Con này thì nó vừa là ấm siêu tốc, vừa là dòng phích đun sôi nhá. Hàng của thương hiệu Cúc Cu, dung tích của nó là 3 lít cả vỏ nhá. 3 lít cả vỏ đây. Có nắp xoáy các thứ ngon lành như này các bác này. Có nắp xoáy các thứ ngon lành như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Và cái nắp này của nó thì nó là dòng nắp giữ nhiệt và nắp lẫy nhá. Nắp lẫy các bác xoáy đúng gen chưa? Bấm này rót thì mới ra này. Dung tích của nó là 3 lít cả vỏ, hàng của thương hiệu Cúc Cu nhá, hàng thương hiệu Cúc Cu đây. Đấy. Con này thì tỷ suất giữ nhiệt của nó sẽ là từ 70 đến từ tỷ suất giữ nhiệt của nó sẽ là từ 70 đến 75 độ nhá, 70 đến 75 độ. Lên trên là phích đun sôi, giá sẽ là 180.000 nhá, phích đun sôi 180.000 cho một con phích đun sôi như này. Đấy. Và các bác cứ đặt vào là nó sẽ tự đun. Đấy, nóng thì nó lại ngắt nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác đó là cái ấm Đức nhá, ấm Đức đây. Hàng của thương hiệu Liebenlang của Đức nhá, hàng Liebenlang của Đức. Hàng này thì cực kỳ chất cho bác luôn. Đấy, đây. Lên cho em là ấm Đức này.
công tác đây. Đấy, vừa là công tác vừa là nút nhấn cho các bác luôn. Đó. Và đây là cái lẫy của nó này. Đấy, đây là cái đế của nó này. Đế điếc của nó rất là ngon luôn. Đây em cắm thử điện cho bác xem này. Hàng này sử dụng điện 220V nhá. Đây, bật lên là nó có đèn báo nhá, có đèn báo trắng này các bác này. Đấy, đèn báo trắng đây. Có đèn LED báo trắng này các bác thấy không? Nó rất là rõ luôn. Đó, và đây thì nó sẽ dung tích của con này thì nó sẽ là mắc của nó là 1.7L nhá, hàng bằng thủy tinh nhá. Đấy, hàng bằng thủy tinh như này thì khi các bác sử dụng thì nó rất là an toàn luôn, đun nóng đun niếc cực kỳ an toàn luôn. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Đức nhá. Giá của nó sẽ là 360.000. Đây. 360.000 cho con ấm siêu tốc Đức như này, ấm siêu tốc Đức 360.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc bằng inox nhá. Đấy, ấm siêu tốc bằng inox. Con này thì nó cũng là hàng của Đức và nó sẽ là hàng bằng inox như này. Cho nên là em để tránh nhầm tên thì em lên cho các bác đó sẽ là ấm siêu tốc inox nhá. Ấm siêu tốc bằng inox này. Con này thì giá sẽ là 450.000 nhá. 450.000 trong con ấm siêu tốc inox như này. Đây nắp của nó này. Đấy, nắp điếc của nó rất là ngon luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái lẫy gạt này, lẫy gạt như này. Có báo nước ở đây nhá, có báo nước ở đây. Đấy, dung tích của nó thì mắc của nó cũng là 1.7L luôn. Mắc của nó là 1.7L. Hàng thì cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá, hàng dày dẫn chắc chắn bằng inox 304, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc inox nhá, ấm siêu tốc inox giá sẽ là 450.000. Đó. Con này thì các bác lên cho em đó là ấm siêu tốc inox này, giá sẽ là 450.000 nhá. Ấm siêu tốc inox giá sẽ là 450.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay sinh tố này. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít. Đấy. Cối xay inox 2 lít này. Đấy, con này cối của nó là 2 lít. Cối của nó là 2 lít và cái lưỡi này của nó là 4 lưỡi kép như này. 4 lưỡi kép như này. Đấy, cối 2 lít, 4 lưỡi kép. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Máy cực kỳ là khỏe nhá và nó sẽ có cho các bác là hai công tắc nhá. Đấy, hai công tắc thì nó sẽ có số 1 và số 2. Đấy các bác này. Đấy, số 1, số 2 đây. Để em bật cho các xem. Đấy. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Lên mã giúp em đó là cối xay inox nhá, cối xay inox 2 lít. Cối xay inox 2 lít thì con này nó sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Đấy. Lên cho em là cối xay 2 lít, con này sẽ là 150.000 nhá, 2 lít cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy xay Osaka nhá, máy xay Osaka. Con này thì thân của nó bằng nhựa và vỏ của nó cũng cái khay đựng của nó cũng bằng nhựa luôn. Đó. Và có giòn giếc các thứ cẩn thận như này. Đó. Giá thì con này giá rất hợp lý cho bác luôn, giá chỉ có 145.000 thôi, 145.000 cho con này. Thì các bác có thể dùng con inox hoặc là nếu các bác dùng nhỏ gọn thì dùng con này chứ. Đấy. Nếu dùng thích nhỏ gọn thì dùng con này. Osaka Japan, hàng của Nhật nhá. Sử dụng điện 220V, dung tích của con này thì nó sẽ là 700ml. Đấy 700ml các bác nhá. Đó. Con này thì 700ml thôi, còn con inox của nó là 2 lít. Con này thì giá sẽ là 145.000. Tiếp theo thì em lên cho bác một số các cái mã. Đầu tiên nó sẽ là một cái nồi lẩu Osaka nhé. Nồi lẩu Osaka giá sẽ là 390.000. 390.000 cho một con nồi lẩu Osaka như này. Đấy, đây nó sẽ là kính cường lực này. Đây là cái con nguồn của nó này. Và nó sẽ có cho các bác là một cái khay hấp như này nhé. Một khay hấp như này. Đấy, đây là các cái phụ kiện đi kèm đây. Các phụ kiện đi kèm về nhà các bác lắp ráp vào cho em. Con này thì ngoài ăn lẩu thì các bác có thể dùng có chống dính luôn. Có chống dính rất là ngon nhé. Các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu các kiểu con đà điểu được hết nhé. Đấy, chiên rán xào nấu các kiểu con đà điểu được hết luôn. Đó, hàng của thương hiệu Osaka. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác một con máy xay con nồi lẩu Osaka như này, giá của nó sẽ là 390.000 nhá. Đấy, vung kính cường lực luôn, nguồn nhiếc của nó ngon lành luôn. Lên mã giúp em là lẩu Osaka, giá sẽ là 390.000. 390.000 cho em nồi lẩu Osaka như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nồi lẩu 2 tầng nhá. Nồi lẩu 2 tầng. Con này thì giá sẽ là 230.000. Đấy, nó sẽ có 2 tầng như này. Khi các bác ăn lẩu bình thường thì các bác dùng như này thôi em. Đấy, cáp nguồn của nó đây, cáp nguồn của nó đây. Đó, một con nồi lẩu 2 tầng như này, tráng đá chống dính. Ngoài các bác dùng để chiên, rán, xào, nấu để ăn lẩu ăn liếc đều ok hết nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình hấp xôi này. Đấy, hấp xôi, hấp gà, hấp cá này. Đấy, thì các bác chỉ cần là cho nước xuống dưới sau đó thì mình đun như bình thường là xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 nhá. Lên mã giúp cho em là nồi lẩu 2 tầng, giá sẽ là 230.000. Tiếp theo chuyên mục lẩu thì bên shop còn một con nồi lẩu mini nữa. Con này rất là tiện dành cho các bác ở phòng trọ này hoặc là các bác nào muốn ăn đồ ăn nóng này. Đấy, đồ ăn nóng sốt, dung tích của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 1 lít các bạn. Đấy, vào khoảng từ 800 đến 1 lít. Con này thì siêu tiện dụng luôn nhá. Đấy, cũng có cả khay hấp có số 1, 2 như này.
Ưu điểm của con này thì các bác chỉ cần là cắm cáp nguồn vào cho em. Đấy, cho nước vào đây. Cũng có chiên rán xào nấu được hết nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng thay hấp canh cũng rất là ngon. Đặc biệt là bác nào ở phòng trọ này hay ăn mì này hoặc là ăn lẩu ăn nước thì dùng con này rất là ok. Đặc biệt là mùa đông mà các bác muốn ăn canh nóng thì các bác cho vào đây cho em. Đấy, hai vợ chồng có tí dưa chua hoặc là tí cà chua sốt các bác cho vào đây ăn rau sống rất là ngon luôn. Nhỏ gọn, tiện dụng, bền đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là 100. Các bác lên cho em là nồi lẩu mini giá sẽ là 150.000 nhá. Nồi lẩu mini giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái nồi kho cá nhá. Nồi kho cá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, của thương hiệu Matika. Matika hàng của Nhật. Nó sẽ có cho các bác là nấc số 1, số 2, số 3 đây. Nhanh, chậm, tự động các kiểu con là điểu luôn. Và con này nồi kho cá thì nó sẽ là nồi nóng chậm nhá. Nóng chậm. Ví dụ các bác cho cá, cho dưa, cho đồ nấu, đồ chiên, đồ kho vào đây thì các bác cứ cắm cho em là qua đêm này. Hoặc là cắm từ sáng đến tối thì mới ăn được các bác nhé. Đấy. Hàng này thì bên em bảo hành lỗi 1 đổi 1 cho các bác yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là nồi kho cá. Đấy. Con này thì nó sẽ là đây. 220V 50Hz, 235W và 2,5L nhá. 2,5L. Đó, rất tiện dụng đây, thông số rõ ràng luôn. Tiếp theo là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con bếp từ nhá. Bếp từ hàng của thương hiệu Philips nhá. Bếp từ hàng của thương hiệu Philips này. Đấy, đây. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, hàng thương hiệu Philips sản xuất ở Thái Lan. Độ dày của nó thì sẽ là 5 ly nhá. Độ dày của nó là 5 ly. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40 và chiều ngang thì hơn 30. Khoảng 30 nhá. Của nó là bên trong đều bằng đồng hết này, đồng đỏ au như này. Đấy, và có tặng kèm 300 có tặng kèm một cái nồi như này các bác nhá. Có tặng kèm một cái nồi như này thì rất là ngon lành cho bác luôn. Đó. Có tặng kèm một cái nồi như này. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là bếp từ Philips nhá. Bếp từ Philips giá thì sẽ là 350.000 cho con bếp từ Philips như này nhá. Lên cho em là bếp từ Philips giá sẽ là 350.000. Đó, rất hợp lý. Có tặng kèm một cái nồi nhá. Cái này là hàng tặng kèm thôi, khi các bác nhận hàng có thể nó bị bóp méo thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Đấy, nó rất là mỏng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nồi cơm mini nhá. Nồi cơm mini giá thì sẽ là 270.000 cho một con nồi cơm mini này, con này rất tiện dụng luôn. Đấy, các bác dùng ví dụ như nhà gia đình có ít người này. Đấy, gia đình có 2 người. Đấy, 2 người, 2 ông bà thì dùng cho em cái nồi cơm mini này rất là tiện luôn. Hàng của Nhật, của thương hiệu Chigo. Đấy, Chigo của Nhật này. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, có chống dính các thứ đàng hoàng, rất dày dẫn nhá, mâm miếc ngon nhá. Con này thì các bác bắt buộc là mình phải bê nhá, chứ nó không ấy được, nó không có quai sách đâu. Nó rất là nhỏ gọn nên các bác dùng khi dùng thì mình bê như này cho em này. Bê này cho em, hàng thương hiệu Chigo. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Giá thì sẽ là 270.000 cho một nồi cơm mini như này. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác các sản phẩm đó là cái nồi cơm sáp nhá. Nồi cơm sáp, hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây. Nồi cơm sáp của Nhật này. Con này hàng nguyên đai nguyên kiện nhá, cực kỳ là ngon luôn. Đó, mâm dày dẫn chắc chắn. Giá sẽ là 500.000. 500.000 cho một con nồi cơm sáp như này các bác ạ. Nồi cơm sáp 500.000 bên em bao ship. Mâm miếc của nó cực kỳ dày luôn nhá. Mâm của nó cực kỳ dày luôn. Mâm dày, nồi đế dày nhá. Cáp kiếc các thứ đàng hoàng này. Đấy. Mâm dày, nồi đế dày. Giá sẽ là 500.000 nhá. 500.000 cho một con nồi sáp như này. Đấy, 500k cho một con nồi sáp như này nhá. Con này thì cực kỳ tiện ích luôn. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Và mâm của nó là nồi của nó là thuộc cái dạng là nồi đất nhá. Nồi đất ôm vòng như này. Đấy, nồi niêu đất ôm vòng như này thì khi các bác sử dụng thì nó rất là đã các bạn. Đấy, rất là đã luôn. Nó ôm vòng tròn như này thì khi các bác sử dụng thì khá là tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, nó giữ nhiệt tốt nhá. Đấy, nó sẽ thuộc dạng niêu đất, giống như kiểu niêu đất ấy, nó ôm giữ nhiệt tốt. Quai sách như này thì không sợ bị gãy bị bong nhá. Quai sách này không sợ bị gãy bị bong. Đấy, nồi của thương hiệu Sáp. Nó là dòng nồi cơ cho nên là dùng nó rất là an toàn và tiện ích nhá. Các bác chỉ cần nhấp này cho em là xong này. Đấy. Nấu cơm ngon nhá, nấu cơm ngon. Lên cho em là nồi cơm Sáp giá sẽ là 500.000. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kẹo của Hàn Quốc này. Đấy, kẹo của Hàn Quốc đây. Đấy, các bác lên nha, em là kẹo Hàn Quốc nhá. Kẹo Hàn Quốc như này. Đấy. Một gói này thì dung tích của nó sẽ là dung tích của nó thì hàng này thì của tập đoàn Samsung này, của tập đoàn Samsung. Đấy, nó kết hợp với các cái thương hiệu khác để nó sản xuất nhá. Đấy. Hạn sử dụng thì đến năm 2026 luôn. Hàng của Hàn Quốc chuẩn xịn luôn này. Đấy, cây sâm đây.
Made in Korea nhá, Made in Korea. Các bác lên cho em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá, kẹo sâm Hàn Quốc. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, lên mã giúp cho em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho một gói kẹo như này. Đấy, 90.000 cho một gói kẹo sâm Hàn Quốc như này. Dung tích của nó sẽ là 500g này, 500g. Đấy, lượng calo của nó thì tới là 1967 calo. Hàng này thì ví dụ các bác đi tàu đi xe này, hoặc là các bác mệt mỏi thì mình chỉ cần là ăn 1-2 chiếc là mình sẽ tỉnh táo luôn. Đó, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng luôn, hàng sách tay của Hàn Quốc nhá. Made in Korea. Lên cho em là kẹo sâm Hàn Quốc, giá sẽ là 90.000 cho một gói như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là trà sâm nhá, trà sâm cũng của Hàn Quốc luôn, hàng Made in Korea của Hàn Quốc đây. Đấy, một hộp này của nó thì nó sẽ là 100 gói các bạn, một hộp này 100 gói luôn. Trà sâm Hàn Quốc này. Đây, hàng Made in Korea nhá, một hộp này là 100 gói cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, hộp này là 100 gói như này. Hàng Made in Korea này. Đấy, nguyên tem nguyên kiện đây, Made in Korea này. Một hộp 100 gói luôn, một hộp 100 gói như này. Đấy, hàng thì được chiết xuất từ sâm tự nhiên nhá, hàng chiết xuất từ sâm tự nhiên, cực kỳ thơm luôn. Đấy, uống vào thì rất là tỉnh táo nhá, uống vào rất tỉnh táo luôn. Đây các bác này. Đấy, sâm tự nhiên này các bác này. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu nhá. Giá thì sẽ là 240.000 nhá. 240.000 cho một cái hộp hộp như này bao gồm cho các bác là 100 gói luôn. Hộp này bao gồm 100 gói, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy, một hộp này 100 gói. Lên mã giúp cho em đó là lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá, trà sâm. Đấy. Trà sâm này, giá của nó sẽ là 240k một hộp như này, bao gồm 100 gói, hàng của Hàn Quốc nhá, Made in Korea. Đấy, Made in Korea. Đây. Đấy, được chiết xuất từ sâm tự nhiên các bác này, chiết xuất từ sâm tự nhiên luôn. Cái này các bác có thể dùng để mình ăn trực tiếp này, hoặc là các bác pha ra nước uống rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 240.000. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các máy hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc chủ đơn nhận hàng thì cho cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đầu tiên thì em lên cho bác cái củ sạc nhanh nhá. Đấy, củ sạc nhanh này. Con này thì nó sẽ là một cái dòng chuyên để sạc nhanh cho các bác luôn. Đó thì các bác cắm cái này vào nguồn điện cho em này. Sau đó thì các bác có thể cắm hai chân Type-C hoặc là chân USB như này. Lên mã giúp cho em đó là củ sạc nhanh nhá. Đấy, nó sẽ có là một cả củ và dây như này thì các bác cắm rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là củ sạc nhanh. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá. Đấy, lên cho em đó là củ sạc nhanh này. Củ sạc nhanh, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k tới cái củ sạc nhanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá. Cái khay đá này thì tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá. Đấy, thì một khay này của nó là có 14 viên. Mỗi bên là 7 viên. 1 2 3 4 5 6. Mỗi bên là 7 viên, tổng 14 viên mà có nắp đậy như này thì các bác có thể để vào trong tủ lạnh nhà mình để chồng lên nhau được. Và khi mà mình lấy đá ra thì mình chỉ cần đẩy như này là đá nó sẽ ra cho các bác nhá. Rất tiện luôn. Lên cho em là khay đá thông minh nhá, khay đá thông minh. Giá sẽ là 15k trên một khay như này nhá. 15k trên một khay đá thông minh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái gãi lưng nhá. Gãi lưng thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu như này nhá. Hai mẫu như này. Một mẫu thì đầu gãi của nó bằng sừng nhá. Đầu gãi của nó bằng sừng. Cái bằng sừng này là bao nhiêu đây? Cái bằng sừng này 10.000 á. Gãi lưng các bác nhá, thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu nhá, một mẫu là đầu bằng inox nhá, một mẫu là đầu bằng sừng như này. Đấy, đầu bằng sừng như này. Giá thì đều là 10k hết nhá. Giá đều là 10k hết, các bác muốn lấy loại nào thì các bác báo cho em thôi. Đó, giá đều là 10.000 hết nhá. 10.000 cho một chiếc như này. Đấy, con này thì bằng inox này, con này thì đầu bằng sừng nhá. Đầu bằng sừng. Đó thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu như vậy. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đấy. Cái con đầu bằng inox này thì nó sẽ dài hơn con sừng này một chút nhá. Đây, nó dài hơn con sừng một chút như này. Đó, ở đây các bác thấy chưa? Đó. Giá thì đều là 10k hết nhá, đều là 10k hết. Các bác lên mã giúp cho em đó là gãi lưng nhá, gãi lưng. Giá của nó sẽ là 10k một chiếc như này, 10k một chiếc gãi lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi đeo điện thoại nhá. Đấy, túi đeo điện thoại đây, nó sẽ là một cái túi như này. Các bác dùng để đeo điện thoại rất là tiện ích luôn. Đó, túi đeo điện thoại này đeo vào trong các bác đeo vào thắt lưng cho em, đeo vào thắt lưng này sau đó thì mình bỏ điện thoại ở đây cho em, rất là tiện ích luôn. Đấy, lên cho em là túi đeo điện thoại nhá. Các bác lên cho em là túi đeo điện thoại nhá, túi điện thoại này, giá của nó sẽ là 40k đó. Túi điện thoại giá sẽ là 40k cho một cái túi điện thoại như này nhá, 40.000 đó.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn tròn nhé. Giá sẽ là 80k. Đây là một con đèn có cả điều khiển, có cả cáp sạc luôn. Và con này thì nó sẽ là dòng tích điện như này, có cả năng lượng mặt trời, có cả sạc luôn. Đấy, 5V, công suất của nó là 120W nhé. Mặc định của nhà sản xuất là 120W. Còn là đây, ánh sáng của nó thì như này các bạn, cũng khá là sáng luôn. Các bác có thể dùng để khi đề phòng mất điện, mình ăn cơm ăn nước. Đấy, rất là tiện, có cả điều khiển điều khiển cho các bác đầy đủ luôn. Đấy, combo cho các bác, cả điều khiển, cả cáp sạc, cả pin cũng đàng hoàng nhé. Giá chỉ có 80k thôi. Đây, mã giúp cho em đó là đèn tròn nhé. Đèn tròn giá sẽ là 80k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái tông đơ nhé. Tông đơ đây. Đấy, thì cái này các bác lên cho em là tăng đơ lược, có cáp sạc này, có cữ kiếc hẳn hoi, có cả lược nữa. Và một con tăng đơ rất là ngon, chạy thì cực kỳ là khỏe luôn. Và có đẩy cữ ở đây nhá, đẩy cữ ở đây các bác này. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, các bác dùng để mình cắt tóc cho trẻ em, cho người già rất là ok nhá. Và dòng này của nó cũng là dòng không ăn da nhá, không ăn da cho nên các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn. Các bác lên cho em là tăng đơ lược, giá sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho con tăng đơ lược này. Đấy, lên cho em là tăng đơ lược, giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cho con tăng đơ lược này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái còi cứu hộ nhá. Còi cứu hộ, giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Còi cứu hộ. Còi cứu hộ. Hả? 25.000 cho cái còi cứu hộ như này. Đây các bạn này, con này thì sẽ có la bàn này, có la bàn và có cả đo nhiệt độ luôn, cập nhật cả nhiệt độ này. Đấy, nó sẽ là hàng của quân đội, hàng của quân đội Mỹ nhá, cực kỳ là ngon luôn. Có la bàn, có cập nhật nhiệt độ, có dây quai đeo như này. Đấy các bạn thấy không, rất tiện ích luôn. 25k nhá. Lên mã giúp em đó là còi cứu hộ nhá. Còi cứu hộ này, còi cứu hộ, giá sẽ là 25k. 25k một chiếc thôi. Con này hàng đa di năng luôn, có cả sẵn cho các bác là la bàn này, la bàn này, cập nhật nhiệt độ này và còi này đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao chặt của Đức nhá, dao chặt Đức đây. Con này thì giá sẽ là 150 cành cho một con dao chặt Đức như này. 150k. Đấy, 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Con này thì cực kỳ là ngon luôn, hàng liền thân như này nhá. Giá chỉ có 150k thôi. Một dao chặt Đức nặng khoảng 4 đến 5 lạng. Đấy, rất vừa bạn xinh xắn nhá. 150k. Lên cho em là dao chặt Đức nhá, 150k cho con dao chặt Đức như này, rất ngon lành luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái dây thắt lưng Mỹ nhá, thắt lưng Mỹ này. Đấy, bó dây thắt lưng da bò Mỹ nhá. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu nâu nhá, màu đen màu nâu. Đấy, màu đen màu nâu và mặt thì nó sẽ là cái dạng mặt như này. Đấy, dạng mặt như này nhá. Đấy, đây, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, dép này, lếch xù này. Đấy, hàng cần hàng chất lượng hết nhá. Đó, thì cái mặt này thì nói chung là nó đều đều như nhau thôi. Thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, mặt 3D rất là đẹp luôn này. Đây, cái này thì mặt của lếch xù này, cái này thì mặt của dép này. Đó, chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên nhá. Đấy, da bò tự nhiên, hàng made in USA này. Đấy, made in USA, chữ dập chìm luôn nhá. Hàng da bò tự nhiên nguyên miếng này, da bò tự nhiên nguyên miếng. Đấy, made in USA cho các bác luôn. Đó, các bác lên cho em là thắt lưng da bò nhé. Giá sẽ là 190.000 cho một con thắt lưng da bò như này nhé. 190k cho một con thắt lưng da bò như này. Đấy, lên cho em là thắt lưng da bò 190.000. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái ví da bò nhé. Ví da bò thì cũng có hai màu, màu đen và màu nâu. Và thắt lưng da bò cũng có hai màu, màu đen và màu nâu luôn. Đấy, thắt lưng da bò cũng có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Đó, hàng cũng là hàng của Mỹ, made in USA nhé, made in USA. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì sẽ là 120.000 cho một con thắt lưng da bò như này nhá. À, một con ví da bò như này, chất liệu của nó đều là 100% là da bò tự nhiên hết nhá. 100% da bò tự nhiên hết. Đấy, da bò tự nhiên hết nhá. Đó, rất ngon lành, chất da siêu mềm luôn. Lên cho em là ví da bò nhá, giá sẽ là 120k nhá. 120k cho một con ví da bò như này. Hàng made in USA này. Đấy, made in USA. Đó, hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá, đèn pin cảnh sát Nhật này. Đấy, lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật, con này hàng đa chức năng luôn. Có cổng sạc ra sạc vào đầy đủ này, sạc ra sạc vào đầy đủ cho các bác luôn. Đó, có nam châm hít này, có búa phá kính này, có cắt dây này. Đây, phần công tắc của nó này. Đèn thì siêu sáng luôn các bác nhá. Đèn này siêu sáng luôn. Đấy. Đây, rất là sáng luôn các bác này. Đây các bác thấy không? Đây, pha của nó rất là rọi, rất là sáng luôn, các bác thấy không? Đó, rất sáng luôn nhá.
giá sẽ là 180.000 nhá, 180.000 cho một con đèn pin cảnh sát Nhật như này, có la bàn này, đấy, có còi hú các bác này, đấy, đầy đủ các chức năng cho bác cho một con đèn như này luôn, giá chỉ có 180k thôi. Ngoài ra thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là con đèn phễu nhá, đèn phễu, giá sẽ là 80.000 cho một con đèn phễu như này, 80k. Đó, đây nó sẽ là một con đèn siêu sáng luôn. Đấy, cũng có cổng sạc ra sạc vào cho điện thoại luôn và rất là sáng nhá. Đó, đây. Rất sáng luôn các bạn. Pha của nó rất là rọi, rất sáng luôn. Đó. Rất sáng luôn, có báo pin, có cổng sạc vào cho điện thoại, giá chỉ có 80k thôi. Lên cho em là đèn phễu nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn vàng nhá. Đấy, đèn vàng tích điện nhá. Giá chỉ có 175.000 cho con đèn vàng tích điện như này thôi. 175k nhá. Có quai đeo, quai điếc đàng hoàng các bác này. Đấy, đây. Có quai đeo, quai điếc đàng hoàng nhá. Có pin tích điện cho các bác luôn. Đó, có pin tích điện này. Rất sáng luôn. Con này thì siêu sáng luôn nhá. Đấy. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu các bác này. Đó. Và nhấp nháy cảnh báo này. Sáng vàng, sáng trung tính này. Đó. Rất nhiều các cái giải LED ở đây nhá. Đó các bác thấy không? Đó. Rất tiện ích luôn. Đó, đây. Giá này sẽ là 175.000. Có pin năng lượng mặt trời các bác nhá. Đấy, có tấm pin năng lượng mặt trời này và có cáp sạc này và cũng có cổng sạc ra cái điện thoại luôn. Lên cho em là đèn vàng nhá. Đấy, đèn vàng tích điện, giá sẽ là 175.000. 175.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn bão quạt nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn bão và có cả quạt luôn. Con này thì cũng có sẵn cáp sạc luôn nhá, có sẵn cáp sạc đây luôn. Đó, con này thì giá chỉ có cho các bác là 100 cành thôi, 100 cành. Gió của nó rất là tít luôn nhá. Có nghe tiếng gió nó kêu chưa? Gió nó rất là mạnh luôn, 100k ra con đèn bão quạt như này. Và có cả đèn luôn. Đấy, đây. Có cả đèn rút lên như này các bạn. Đấy, các bạn theo. Đó. Này. Rất tiện ích luôn. Đó, đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn bão quạt nhá. Giá sẽ là 100.000 cho con đèn bão quạt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chảo chuyên ngập dầu nhá, đường kính là 20 cm, hàng nội địa của Nhật. Đấy, con này thì nó sẽ có cho sẵn cho các bác là một cái dàn hay một cái giá như này luôn, một cái giá bằng inox như này. Đấy, khi chiên rán thì các bác đặt lên đây chưa? Đó, đây. Rất tiện ích các bác này. Đấy, con này thì giá cũng 100k luôn, 100.000 cho một cái chảo chiên như này, tráng đá chống dính nhá. Dày dẫn chắc chắn, các bác có thể đun để mình chiên rán nem rồi đồ gia dụng, nem rồi đùi gà rồi giếc, nói chung là đồ chiên rán là ok hết nhá, 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bếp từ Philips nhá, bếp từ Philips. Giá thì đây, đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một bếp từ như này. Và có tặng kèm cho các bác là một cái nồi nhá, cái nồi này là nồi tặng kèm nhá, thì nó có thể là nó bị móp méo thì các bác cũng thông cảm thôi. Cái này là bên em tặng kèm thôi. Còn chủ yếu là bếp từ này thôi. Đây. Đây là bếp của nó này, đây bếp của nó đây. Đấy, một con bếp cực kỳ là ngon luôn, hàng của thương hiệu Philips nhá, sản xuất ở Thái Lan nhá. Made in Thái Lan qua này. Đó. Hàng thì bảo hành cho các bác yên tâm sử dụng luôn. Đấy, dây cuốn của nó bên trong là 100% bằng đồng hết nhá. Đấy, đun cực kỳ là nhanh sôi luôn. Mặt kính cường lực 5 ly này, mặt kính cường lực 5 ly. Đó, chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40, chiều rộng thì trên 30 nhá. Đó. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Ngon lành luôn. Giá thì cái bếp từ Philips này bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là bếp từ Philips nhá. Đấy. Bếp từ Philips này. 350k nhá. 350.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Giá chỉ có 350.000. Lên cho em là bếp từ Philips, giá sẽ là 350.000 nhá. 350.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vợt mũi đứng nhá. Vợt mũi đứng. Con này thì cũng rất là tiện ích cho các bác sử dụng rồi. Đó, đây. Thì nó sẽ là một con vợt mũi như này. Có kèm cho các bác một cái đế này để các bác sạc nhá. Có kèm một cái đế này các bác sạc này. Cái này các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Cắm ở đây chưa? Đó. Ban đêm thì các bác cắm vào cái củ này, sau đó để các bác bật lên để cho cái ánh đèn hồng ngoại này nó sẽ thu hút con muỗi nhá. Đấy, thu hút con muỗi vào. Đó, và muỗi nó sẽ vào đây, nó sẽ bị chập con này. Đấy. Rất tiện ích luôn. Lên cho em là vợt mũi đứng nhá. Giá sẽ là 150.000. 150k cho một con vợt mũi đứng như này, 150.000. Rất tiện ích cho bác sử dụng luôn. Vợt mũi đứng 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy thái rau củ quả này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bộ máy như này nhá. Một bộ máy như này, con này dùng bằng tay thôi. Máy như này và các cái bộ lưỡi đi kèm đây, lưỡi đi kèm này. Ở nhà các bác lắp cái lưỡi và cái lu này cho em, lắp lưỡi và lu này cho em. Còn đây là cái tay công thì các bác lắp cái tay công vào cái phần này. Đó, sau đó thì mình xoay này. Đấy, mình xoay này. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi, 100.000 cho con máy thái rau như này nhá. Lên theo là máy thái rau giá sẽ là 100k. Đó, thì đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn.
kiệm được rất nhiều thời gian trong việc chuẩn bị đồ ăn luôn đấy. Trước kia phải ngồi thái từng miếng rau củ mệt lắm, giờ có cái máy này thì chỉ cần xoay tay là xong, nhanh lắm luôn ạ. Rau của máy làm bằng inox nên bén lắm, thái các loại rau củ mềm cứng gì cũng được, thái cả thịt được luôn đấy nha. Em thích nhất là máy nhỏ gọn, không chiếm diện tích trên bếp như các loại máy khác, lúc nào cũng mang theo được, kể cả khi đi du lịch hay picnic gì đó. Nói chung cái máy này quá ok với em luôn, giá cả lại rẻ nữa, vì vậy cả nhà nên thử cái máy này đi. Cái rất ok của anh nhá. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho bác cái bộ dao Đức này. Đấy. Bộ dao Đức, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nó sẽ nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Giá thì hàng đợt này về cho bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên cho em là bộ dao Đức, giá sẽ là 750.000 nhá. Đấy, bộ dao Đức này. Đấy. Lên cho em là bộ dao Đức nhá. Bộ dao Đức giá thì chỉ có 750k thôi. 750.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn cho một bộ dao như này. Khi các bác nhận hàng thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá đỡ như này nhá. Giá đỡ bằng inox 304, dày dẫn chắc chắn, sáng bóng đẹp. Đấy, inox 304, hàng thương hiệu Winling hay người này. Tiếp theo là nó sẽ đến bộ dao thì nó sẽ bao gồm cho các bác là sản phẩm đây. Đấy, nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Hàng này nó sẽ là hàng mới tinh chưa qua sử dụng nhá. Bộ dao đây. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng này. Đấy, tem mác các thứ đàng hoàng, rất chất lượng cho bác luôn. Đầu tiên nó sẽ là một con kéo cắt gà này, một con kéo cắt gà như này. Đấy. Con này thì cắt gà, cắt cá, thực phẩm thức ăn đều ok hết nhá. Con kéo cắt gà này. Con kéo gà này thì đấy, đây nó sẽ là một con kéo cắt gà như này, rất dày dẫn chắc chắn. Đây, rất dày dẫn chắc chắn như này nhá. Đó, một con kéo cắt gà này. Tiếp theo thì nó sẽ là một con liếc mài này, liếc mài nhá. Liếc mài này thì các bác phải dùng cho em là từ 3 đến 5 năm thì mình mới phải mài. Đấy, từ 3 đến 5 năm thì mình mới phải mài, dao nó rất là bén. Tiếp theo là một con dao dao gọt này, đây, con dao gọt như này. Đấy. Một con dao gọt như này các bác nhá. Đấy, con này dài khoảng 20 cm. Winling đây. Winling made in Germany đây các bác nhá. Đó, made in Germany. Đó. Tiếp theo là đến một con dao thái này. Đấy, hàng siêu bén cho các bác luôn. Đây, đấy các bác thấy không? Dọc tách cả cái bóng này là các bác biết rồi. Hàng rất bén luôn. Một con dao thái này. Đó, một con dao thái như này. Đó. Thì các bác cho đây cho em. Đó. Tiếp theo nữa là đến một con dao dao chặt thì nó sẽ có hai con nhá, một con bản dày và một con bản mỏng. Đây, một con bản dày, một con bản mỏng như này. Đó, một con bản dày, một con bản mỏng. Bỏ vào đây cho em. Đó, đây. Đấy, rất vừa xinh luôn các bác nhá. Đó, combo cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là bốn con dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ nhá. Bốn dao, một kéo, một liếc, một giá đỡ. Đó, combo cho các bác một cái bộ dao như này. Đấy, bây giờ nếu các bác mua nguyên cái giá đỡ này thôi đã phải mất tầm khoảng 150.000 rồi, 150.000 cho một cái giá đỡ như này rồi. Đấy, 150.000 trong con giá đỡ này rồi nhá. Đấy, thế mà combo cho các bác là bao gồm là 4 dao này. Đấy, 4 dao. Đây. 4 con dao như này. 4 con dao như này nhá. Đấy, 4 con dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ, combo cho các bác. Giá chỉ có cho các bác là 750.000 thôi nhá. 750.000. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao Đức nhá, 750.000. Giá đã bao gồm phí ship cho các bác luôn. Hàng này nó rất là nặng, nguyên phí ship không nó mất 50.000 rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn led trợ sáng nhá. Đây. Đấy, các bác lên xem là đèn trợ sáng này, có ốc áp các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Ốc vít các bác đầy đủ cho các bác này, ốc bắt vít biếc đầy đủ, về nhà các bác bắt trực tiếp vào cái thiết bị của mình cho em. Đây, bắt vít vào đây. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng nhá. Giá sẽ là 40.000. Con này thì về nhà nó sẽ là đèn bi cầu lồi như này, rất sáng luôn. Về nhà các bác đấu vào áp quy cho em, đấu vào bình áp quy cho em là xong nhá. Đó. Bác đấu trực tiếp vào bình áp quy cho em. Đấy, thì mình lắp vào xe máy hoặc xe đạp điện đều ok hết nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng. Giá thì cũng cực kỳ là ưu đãi cho các bác thôi. Giá rất ưu đãi nhá, 40.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng. Giá sẽ là 40k nhá. 40k cho con đèn trợ sáng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bàn chải nhá. Đấy. Bàn chải quần áo này. Đấy, lên cho em là bàn chải quần áo. Giá thì sẽ là 15k cho một con bàn chải quần áo như này nhá. 15.000 một chiếc thôi. 15.000 chiếc bàn chải quần áo như này. Các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ rửa này, quần áo và các thiết bị khác đều ok hết nhá. Đấy, 15k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái khóa chống trộm. Khóa chống trộm nhá. Con này thì nó sẽ là có còi hú cho các bác luôn. Đấy. Nó sẽ có còi hú này. Khi các bác sử dụng thì là cái còi hú nó sẽ kêu. Đây con này. Đấy, đây các bác nhá. Đó, đây. Đấy, khi các bác đảo chiều này cho em là còi nó sẽ kêu này. Đấy, rút ra này. Đấy, khi các bác dùng thì nếu mà các bác không muốn dùng chống trộm, chức năng chống trộm thì các bác dùng bình thường cho em. Còn nếu mà các bác muốn dùng chức năng chống trộm thì các bác đảo chiều đi cho em nhé. Đấy, khóa chống trộm như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hàng đa di năng cho các bác luôn nhé. Đấy, đa di năng luôn. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Đây, một con khóa chống trộm như này.
giá chỉ có cho các bác là đi. Các bác sử dụng thì cái bên này nó sẽ là cái khóa bình thường nhá. Còn các bác muốn đảo chống trộm thì các bác đảo đi cho em. Đảo đi như này. Đấy, đảo đi như này. Đấy, rút chìa ra này. Đó. Có người động vào nó sẽ kêu các bác nhá. Đấy. Nó sẽ bú này luôn. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Còn các bác muốn khóa bình thường thì các bác lại đảo chiều đi. Đảo chiều đi nó sẽ là một khóa bình thường. Còn các bác muốn chống trộm thì các bác cho cái chiều này cho em. Đó. Đấy, có người chạm vào nó sẽ bú này. Đấy. Rất tiện ích luôn. Lên mã giúp em đó là khóa chống trộm nhá các bác nhá. Đó, kêu rất là to luôn. Kêu rất to luôn. Các bác lên cho em là khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về các bác là sản phẩm đó là cái túi táo khô nhá, táo khô. Đấy, hàng thì nó sẽ là nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đó. Quả to đều đẹp nhá, giá thì chỉ có 70k thôi. Lên mã giúp cho em đó là táo khô, giá sẽ là 70k cho một bịch táo khô như này nhá, 70k cho bịch táo khô như này. Dòng này thì các bác có thể dùng để ăn trực tiếp này, hoặc là dùng để mình ngâm rượu này. Đấy, ăn trực tiếp hoặc là mình ngâm rượu hoặc là mình hãm nước uống đều ok hết nhá. Lên thì em là táo khô, giá sẽ là 70k trong bịch như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ô tô đồ chơi nhá. Đây, ô tô đồ chơi dành cho trẻ em. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đây, đầy đủ một hộp như này. Đấy, nó vào khoảng là 30 cái nhá. Một hộp này khoảng 30 chiếc luôn, 30 chiếc. Đó, và dòng này của nó sẽ là dòng cót nhá, dòng cót. Đấy, thì ô tô cót như này dùng nó rất là tiện, thì các bác có thể dùng cho các em nó vui chơi, đấy, rất sáng tạo. Đấy, mua về thì tất cả lớn bé đều chơi được hết nhá, rất là tiện luôn. Lên thì em là ô tô đồ chơi, giá của nó sẽ là 80k cho một hộp như này nhá, 80k cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 30 chiếc luôn, thoải mái luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, các bác lên thì em là đuôi đèn cảm ứng, giá thì sẽ là 55.000, 55k cho con đuôi đèn cảm ứng như này. Thì nó về nhà thì có ốc vít thì là các bác bắt vào tường cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bắt bóng vào đây, đấu điện vào. Đấy, và có chế độ là sáng ban ngày ban đêm hay là sáng 24 giờ. Đó, và có chế độ điều chỉnh thời gian. Nói chung là có người đi đến thì nó sẽ sáng, và không có người nữa thì nó sẽ tắt, nó rất là tiện. 55.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sạc ắc quy. Thì con này nó sẽ là sạc được bình của nó là 12V nhá. Đấy, 12V. Con 12V này thì sẽ là con 12V này thì sẽ là 190k nhá. Còn con cả 12 cả 24 này thì con 12 24 này thì sẽ là 290.000 và bao ship. Đó, thì có hai mẫu như này. Một mẫu là sạc bình nguyên 12V, còn một mẫu là sạc cả 12 cả 24. Con này thì ngoài tính năng là sạc nhanh này, rồi khử xung phát này, chống đảo chiều các kiểu con là điều luôn. Thì nó rất là tiện cho các bác sử dụng đây. Đấy. Hàng này thì xuất đi nhiều nước nhá, Anh, Pháp, Mỹ, châu Âu luôn. Đó. Khử xung phát, chống đảo chiều có hiện giờ các thứ đầy đủ cho bác luôn. Nó là dòng sạc ắc quy thông minh. Bây giờ không ai người ta dùng cái sạc truyền thống nữa. Các bác cứ dùng cái sạc thông minh này cho em. Để ở nhà các bác đi xe đạp điện các thứ thì mình cũng dùng con này, nó cũng rất là tiện nhá. Đấy, để sạc ắc quy thường này hoặc là xe đạp điện các thứ đều ok hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái áo mưa choàng nhá. Áo mưa choàng. Đấy, nó sẽ có mấy màu như này. Có màu xanh, có màu màu nâu này. Đấy, màu đỏ đậm này. Đó, giá thì sẽ là 100k cho một con áo mưa choàng như này nhá, 100.000 một chiếc. Đây, có cả kính chắn các thứ đồng hành như này luôn, một con áo mưa choàng như này, 100.000. Con này nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó bán cho bác khoảng 150 đến 200 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Đây, khăn rất là to dày dặn chắc chắn cho bác luôn, khăn to dày dặn chắc chắn. Kích thước của khăn thì nó sẽ là một chiều là 70 và một chiều là 1m4. Hàng to khổng lồ luôn các bác nhá, to khổng lồ luôn. Đây con này. Đấy, hàng to khổng lồ như này. Một chiều 70, một chiều 1m4. Chất bông của nó thì mềm mịn, thấm hút nước tốt. Đấy, con này dùng rất là thích luôn. Các bác có thể mua về để mình dùng làm khăn tắm rất là tiện, hoặc là các bác có thể dùng để mình lau rửa ô tô các thứ cũng rất là ok. Đấy, thì các bác dùng đa di năng luôn. Giá thì chỉ có 40 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Giá sẽ là 40k cho một cái khăn tắm Hàn Quốc như này. Đấy, 40k cho một cái khăn tắm Hàn Quốc như này các bác nhá. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop thanh lý cho các bác một số cái lô nước hoa. Nước hoa thì đây. Dòng này nó sẽ là nước hoa chiết các bác nhé. Đấy, các bác lên cho em là nước hoa chiết thì nó sẽ có cho các bác là rất là nhiều thương hiệu. Rất là nhiều thương hiệu. Dior này, Chanel này, rồi Dior, Chanel các bác nhá. Đấy, cơ bản thì nó sẽ là có là Dior, Chanel và men sexy này, đấy, men sexy, sexy men. Đó. Đấy thì nó sẽ có các cái mẫu cơ bản như vậy nhá. Dior, Chanel, sexy men rồi giò này, giò. Đấy. Thì nó sẽ là dòng nước hoa chiết như này. Thì bên em bán theo kiểu là
thanh lý cho các bác thôi, bán thanh lý cho các bác nhá. Đấy, bên em bán thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn, giá rất là tốt cho các bác nhá. Đấy thì đây em sẽ bóc thử cho bác xem này. Hàng này thì bên em xanh thanh lý được trong các hệ thống siêu thị nhá. Nó sẽ là dòng nước hoa chiết như này. Nước hoa chiết lọ của nó thì nó sẽ là một lọ này của nó là 20ml các nhá. Đều là một lọ này là 20ml các này. 20ml các này. Đấy. Rất là thơm luôn. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, rất là ngon lành cho các bác luôn. Thì các bác lên mã giúp em đó là nước hoa chiết nhá, nước hoa chiết. Đấy. Thì bên em sẽ bán combo nhé, bán combo cho các bác. Đấy, bán combo cho các bác hoặc là thôi bán lẻ cho các bác dễ mua, bán lẻ. Đấy thì nó sẽ có là giò là một này, giò là một này, chè neo là hai này. Đấy, giò là một, chè neo là hai, giò là một, chè neo là hai, sexy men là ba. Đấy, và đây cái này là sexy men này, sexy men này, giò này. Đấy, rồi Dior Chanel, Dior Chanel. Đấy, có 4 năm thương hiệu như vậy nhá. Đấy, có 4 năm thương hiệu, có cả bốt nữa này, có cả bốt nữa. Đấy thì nó sẽ là 4 năm thương hiệu như vậy nhá. Bốt này, đấy Chanel cái này thì cũng giống nhau thôi. Đấy, nó có 4 năm thương hiệu như vậy. Thì bên em sẽ nếu mà đây, bên em sẽ bán với cái giá là 20.000 nhá. 20.000 cho một lọ như này. 20.000 cho một lọ nước hoa như này thôi. Giá nước hoa chiết, giá thanh lý cho bác 20.000. Nếu bác nào mua đủ mẫu 5 lọ thì bên em sẽ tặng một lọ, là 6 lọ nhá. 1 2 3 4 5 6. 6 lọ này. Đấy. Mua 5 thì sẽ là tặng 1, còn lại là bán lẻ thì sẽ là 20.000 cho một lọ như này. Thì nó sẽ có là Dior là 1 này, Sexy Men là 2 này. Chanel là 3 này. Đấy, Chanel là 3 này. Rồi đây, đấy. Giò là 4 này. Đấy, rồi bốt là 5 này. Đấy, nó sẽ có cơ bản là khoảng 5 loại như vậy nhá. 5 loại như vậy. Còn lại là nói chung là không có thì là bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy là nước hoa chiết nhá. Các bác lên cho em là nước hoa chiết nhá. Nước hoa chiết, giá của nó sẽ là 20k một lọ. Đấy. Nước hoa chiết này, lên cho em là nước hoa chiết. Nước hoa chiết nhá. Hàng này hàng 20ml hoa chiết, 20k trên một lọ như này. Và mua 5 thì sẽ là được tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. 20.000 một lọ, mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi của thằng đây, nó sẽ là cái thằng tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi dép nhá, túi dép thì này cắt anh cái này cho tí này. Túi dép thì bên shop về bỏ cả cái cúc vào đây, nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu. Đấy, túi dép như này. Đấy, một con túi dép rất là ngon như này. Nó sẽ có cho bác là một ngăn to này. Một ngăn to này thì sẽ là có khóa kéo này. Tắt cái gì được chưa đi. Một ngăn to có khóa kéo này. Đấy, một ngăn to có khóa kéo như này. Một ngăn nhỏ bên ngoài. Đấy, và nắp đậy đây. Đấy, ngăn này có nắp đậy như này. Thì nó sẽ là hai ngăn. Có dây đeo như này nhá. Dây đeo bản to cho các bác luôn để đeo không sợ bị không sợ bị trượt nhá. Đấy, không sợ bị đau vai. Đó. Có hai màu. Cái số về nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu. Màu đen và màu nâu như này. Đấy, hai màu, màu đen và màu nâu, túi hàng của thương hiệu Z này. Hai màu, màu đen và màu nâu. Hàng máy trần cực kỳ kỹ luôn, đường kim mũi chỉ. Đây, em đo kích thước cho các bác xem. Chiều cao của nó là 30 nhá, cao 30. À, chiều ngang của nó là 25 nhá và bán rộng thì vào khoảng là 57 cm. Đấy, 57 cm. Lên mã giúp cho em đó là túi dép nhá, túi dép. Đấy, túi dép thì sẽ có hai mẫu như này. Lên cho em là túi dép này, đấy. Túi dép. Túi dép nhá. Đấy. Túi dép nó có hai mẫu, có hai màu, màu đen và màu nâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất tốt luôn, chỉ có 95k thôi. 95.000 cho một con túi dép như này nhá. 95.000 cho một con túi dép như này. Giá cực kỳ là dễ mua các bạn. Giá cực kỳ dễ mua cho các bác luôn. Lên mã giúp em là túi dép, giá sẽ là 95k một con nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ cúc này. Một cái bộ cúc như này. Đấy, bao nhiêu tiền nhỉ? Giá của nó thì đây, đấy, một bộ của nó thì sẽ là đây. Một bộ của nó là đầy đủ như này nhá, đầy đủ như này, và ví dụ như là cúc quần, cúc áo này các bác nó sẵn có sẵn cho các bác một con vít luôn. Đấy thì các bác rất đơn giản, không cần phải khâu vá nhiều, chỉ cần là đặt vào quần thôi, đặt vào quần và áo này, sau đó thì mình bắt cho em cái vít này vào là xong. Đấy. Nó sẽ có cái ốc vít như này. Đấy, có cái ốc vít như này nhá. Đấy. Các bác chỉ cần đặt vào đây, xoáy ốc vào cho em là xong này. Đấy, đặt vào các bác xiên vải qua, sau đó thì xoáy vít vào cho em là xong. Đó, xoáy vít vào là các bác đã có một cái cúc quần, cúc áo rồi, rất tiện lợi luôn. Đấy,
lên mã giúp cho em đó là cái này là cái gì, tên nó là cái gì hả? Lên mã giúp cho em là Khuy Cúc nhá. Khuy Cúc giá sẽ là 40k cho một hộp như này. Một hộp này thì phải đến vài chục chiếc đấy. Nói chung là mua một hộp này là dùng cả đời luôn. Hộp này là dùng cả đời luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là Khuy Cúc nhá. Đấy, Khuy Cúc giá sẽ là 40k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là Khuy Cúc này. Giá sẽ là 40k cho một hộp như này. Nhiều lắm, các bác dùng tha hồ thoải mái luôn. Đấy, dùng chọn đời cho em luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý rồi. Lên mã giúp cho em đó là Khuy Cúc, giá sẽ là 40k. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái bộ bài vàng nhá. Bộ bài vàng thì bên shop lại tiếp tục về hàng cho các bác và giá thì rất là tốt luôn. Đấy. Bài này của nó là bài bằng nhựa nhá, bài bằng nhựa chứ không phải bằng giấy nhá, bằng nhựa các bác. Đấy, bằng nhựa. Các bác có thể gấp thoải mái này, gấp thoải mái không sợ bị cong gãy này. Đấy. Nó là bài bằng nhựa các bác nhá. Đấy. Thì nó màu vàng như này, bên em gọi nó là bài vàng rất là đẹp luôn, rất đẹp các bác này. Giá thì chỉ có 35 cành cho một bộ bài vàng như này thôi, 35k nhá. 35.000 cho một bộ bài vàng như này, rất đẹp các bác. Và giá thì lô này bên shop về cho anh em các bác cái giá siêu hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là bài vàng, giá sẽ là 35.000 nhá. 35k cho một cái bộ bài vàng như này. Con này thì chơi các bác chơi nó rất là tiện và sành điệu luôn. 35k, lên cho em là bài vàng 35.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chảo tổ ong này. Đường kính của nó thì nó sẽ vào khoảng là 24-25 cm, chống dính siêu tốt luôn. Bếp từ, bếp ga, các loại bếp đều đun ok hết nhá. Đấy, chảo tổ ong chống dính rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 140k nhá. 140k cho con chảo tổ ong như này. Quai của nó liền này, đấy quai liền dập riếc rất là ác luôn, rất sạch sẽ các bạn. Đấy, cứng cáp sạch sẽ dày dẫn. Các bác nghe tiếng kêu các bác biết nó dày rồi. Lên mã giúp cho em là chảo tổ ong nhá. Giá sẽ là 140.000, chống dính tốt luôn, đường kính khoảng 25 cm. Lên cho em là chảo tổ ong này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái con massage 3D nhá. Massage 3D. Đấy, đây. Nó sẽ là cái dòng massage 3D như này. Lên cho em là massage 3D. Con này các bác dùng bằng tay này thôi. Để mình con này thì nó sẽ là hàng đa chức năng luôn, đa chức năng luôn. Giúp cho các bác là cổ, vai, gáy này, ngực này, eo này, đùi này. Đấy, rồi nói chung là mặt này đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là massage 3D nhá. Con này thì giá của nó sẽ là massage 3D bằng tay. Giá của nó sẽ là 50 cành. Massage 3D bằng tay này. Đấy. 3D bằng tay nhá, dùng bằng tay thôi. Giá sẽ là 50k nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bút thông mạch nhá, bút thông mạch đây. Đấy, đây nó sẽ là một con bút như này. Đấy, các bác dùng nó rất là tiện ích để giúp cho các bác khi mà mình đo mạch này. Đấy, đo mạch này rất là tiện nhá. Và nó sẽ phân cho các bác là hai cực luôn, nóng lạnh rất là rõ ràng luôn nhá. Đấy, lạnh thì nguyên màu xanh như này, nóng thì sẽ là màu đỏ như này. Rất rõ luôn nhá. Đấy, các bác mắt kém, mắt yếu đều dùng được hết nhá. Thứ nhất là xanh lè này, thứ hai là đỏ lừ này. Đấy, rất tiện luôn. Nguyên màu xanh này. Đấy và màu đỏ này, âm dương nó chia rất là rõ luôn nhá. Ngoài ra thì giúp thông mạch nhá, dây đứt dây điếc các bác cần test dây đứt dây điếc là ok luôn. Lên cho em là bút thông mạch nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là bút thông mạch, giá sẽ là 20k nhá. 20k cho một quả bút thông mạch như này. Giá sẽ là 20.000, lên cho em là bút thông mạch giá 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn bắt muỗi nhá, đèn bắt muỗi đen. Đấy, con này thì chức năng chính của nó là bắt muỗi. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy, cắm điện 220 cho em này. Đây, cắm điện 220 cho em, sau đó thì mình sử dụng như bình thường thôi. Đấy thì nó sẽ có cái ánh đèn hồng ngoại như này và khi con muỗi nó thu hút nó bay vào cái lưới như này là nó sẽ bị chập cháy nhá, chập. Đấy, con muỗi nó sẽ bị chết, nôm na là như thế và có công tắc đây. Lên cho em là đèn bắt muỗi đen nhá, đèn bắt muỗi đen. Giá của nó sẽ là 120.000. 120k cho một con đèn bắt muỗi đen như này, 120k nhá, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kẹo chuột nhá. Một hộp này của nó là 30.000 một hộp. Cái này thì bên em bán rất là nhiều rồi, hàng này của Thái Lan, cực kỳ nhạy luôn. Chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng, chuột đàn. Đấy, cái này thì ưu điểm của nó là một con ăn là nó sẽ kéo cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn. Giá thì chỉ có 30 cành thôi, 30 cành cho một hộp kẹo chuột như này. Hàng của Thái Lan đây, toàn bộ chữ Thái nhá, 100% hàng Thái Lan. Thị phần bán của nó sẽ là số 1 của Thái Lan luôn. Đấy, số 1 của Thái Lan luôn đây các bác này. Đây, thì phần bán nó số 1 Thái Lan luôn. Ưu điểm con này là nó kéo cả đàn đến ăn chết cả đàn luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn cúc áo nhá. Dòng này dòng siêu sáng luôn. Giá thì sẽ là giá thanh lý cho các bác luôn. Giá thanh lý cho các bác này. Đấy. Giá thanh lý cho các bác cực tốt luôn. Một con đèn siêu sáng như này giá chỉ có 30 cành thôi. 30k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo nhá. Đèn cúc áo giá sẽ là 30k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái xẻng sinh tồn đa năng nhá, xẻng sinh tồn đa năng 250.000 một chiếc, bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Đấy, hàng của quân đội Nhật nhá, hàng của quân đội Nhật đây.
Đấy, nó sẽ là một con xẻng như này. Về nhà các bác tháo ra cho em này. Đấy, đây nó sẽ chiều dài của nó thì vào khoảng là 45 cm, chiều ngang thì khoảng là chiều ngang thì vào khoảng là 12 cm. Đấy, và nó có từng khúc một như này nhá, từng khúc một như này. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là cả con dao này, con dao thì các bác lắp vào cho em. Đấy. Có sẵn cả con dao luôn, con dao lắp vào đây này. Đấy. Sau đó thì các bác lắp vào đây cho em. Đó, lắp vào đây này. Đấy. Và của nó sẽ có cho các bác là 3 khúc như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là tổng thể thì vào khoảng là 70-80 cm, vào khoảng 80 cm. Đấy, về nhà các bác cứ xoáy ốc, xoáy cái vít này vào cho em xong này. Đấy. Có gioăng chống nước luôn. Đấy, có gioăng chống nước luôn, rất là tiện nhá. Ngoài sử dụng làm xẻng thì các bác có thể sử dụng cưa này. Đầu bên này là cưa, đầu bên này là dao chặt này, vặn ốc này. Rồi các bác có thể là dùng để làm cuốc này, làm cuốc thì các bác lật ngược nó lại như này. Đấy, lật nó này, xoáy vào thì nó sẽ là thành một cái cuốc này. Đấy, anh em các bác dùng để đi rừng đi phượt này, hoặc là sinh tồn, hoặc là anh em các bác đi xe bán tải bán giếc, hoặc là hay đi rừng đi phượt này mà cần sử dụng con này để làm cuốc này hoặc xẻng này. Đấy, để mình xa lầy xe liếc mình sử dụng rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em đó là xẻng sinh tồn nhá. Xẻng sinh tồn giá là 250 cành và bao ship tận nhà cho bác luôn. 250.000 bao ship đến tận nhà. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bình tông của Nga nhá, bình tông của Nga. Con này thì các bác dùng để đựng rượu bia này, nước lọc mang đi uống các thứ rất là ok. Dung tích của nó là 2 lít nhá. Đấy, dung tích của nó là 2 lít, bình tông Nga dung tích là 2 lít. Inox 304 này. Đấy, inox 304. Chống han gì này, nắp của nó sẽ là nắp chống mất nhá. Nắp chống mất như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá. Ba lên cho em là bình tông nhá. Giá sẽ là 130.000. Đó. Bình tông này. Lên cho em là bình tông nhá. Bình tông. Giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con bình tông. 130.000 thôi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòi cam xanh. Nó sẽ có hai màu, màu cam và màu xanh như này. Chia làm hai đường nước. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con vòi cam xanh như này, giá chỉ có 50 cành thôi. 50k cho một con vòi cam xanh như này nhá. Giá của nó sẽ là 50k. Đó. 50k cho vòi cam xanh như này, chia làm hai đường nước và có cho các bác là chân gen như này để các bác có thể là kết nối vào các cái đầu nguồn nước khác nhau, rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em là vòi cam xanh nhá. Chia làm hai đầu nguồn nước như này, giá sẽ là 50 cành. Đó, 50k thôi, giá hợp lý cho các bác sử dụng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái dầu nóng Hàn Quốc nhá, dầu nóng của Hàn Quốc. Con này thì các bác chuyên dùng để mình bôi vào các vị trí như là cổ vai gáy rồi các khớp chân khớp tay. Đấy, các bác bị giả rời đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau thắt lưng thì các bác dùng con này cho em. Con này siêu nhạy luôn, dầu nóng của Hàn Quốc. Đấy. Giá thì chỉ có 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này thôi nhá. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 40k cho một lọ như này thì rất là tiện để các bác sử dụng mình bôi nhá. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Con này thì một địch của nó là 50 miếng, giá chỉ 40k bằng một bát phở thôi. Nhưng giúp cho các bác là thải độc bàn chân rất là tốt luôn. Thải độc bàn chân rất là tốt. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đi lại nhiều dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn, già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh như mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đó rồi, ok, 40 cành các bác nhá. Hello các bác nhá, một số mã em thanh lý dọn kho cân ký và giá xả cực kỳ rẻ cho các bác luôn. Đó, tất cả những cái hàng bên em thanh lý như này thì lưu ý các bác là các bác đã đặt hàng thì cố gắng là xem kiểm tra và nhận hàng giúp cho em. Ngoài ra thì những cái mã như là lớn lớn như này là bên em sẽ thanh lý hết, cho nên là các bác phải chuyển khoản hết thì bên em với bán hàng nhá. Nó là hàng thanh lý rồi. Và hàng thanh lý thì bên em sẽ không bao ship. Đầu tiên thì em có cái con này nó dạng như là cái con nguồn của cam này, nguồn của cam này. Thanh lý nốt cho bác với giá đó là 30k nhá, 30k. Các bác lên cho em là ổ cứng cam hay là nguồn cam gì đấy, ổ cứng nhá, ổ cứng cam. Giá sẽ là 30.000 các bác này, 30.000 cho con ổ cứng cam như này. Ngoài ra thì bên shop còn ba cái quạt phun xương. Con này thì đây, hiện trạng của nó là lanh cành phành như này. Các bác về có thể chế cháo hoặc là sửa chữa như nào được thì sửa chữa nhá. Đấy. Bên em bán thanh lý cho các bác với giá đó là 20.000.
20.000 cho một cái quạt phun xương như này. Đấy, em còn 3 cái nữa thanh lý nốt, giá sẽ là 20k một chiếc nhá. Quạt phun xương 20k nhá, 20.000. Quạt phun xương còn 3 cái này. 3 cái quạt phun xương 20.000 một chiếc. Đó. Tiếp theo thì 3 cái nồi cơm điện nhá, 3 cái nồi cơm điện. Đấy, nồi cơm điện đây. Đầu tiên là một cái nồi sáp này. Hàng này thì 100% là hàng lỗi nhá. Còn lỗi lầm ở đâu thì em không có biết, về nhà các bác xem rồi các bác tự mày mò thôi, tự mày mò tự tìm hiểu. Đó, lỗi lầm đâu thì không biết. Con này thì giá sẽ là 150.000. Giá thanh lý nốt 150k nhá. Các bác mua xác về các bác mình sửa chữa thế nào thì sửa chữa nhá. 150k. Đó, giá không bao phí ship đâu. 150.000. Đấy, tiếp theo là con này. Con này thì nó sẽ là một con nồi kiểu như này. Đấy, con nồi kiểu như này các bác này. Đấy, đây. Con này là con nồi dạng cúc cu như này, cũng 140.000 cho nó khỏi lẫn. 140k nhá, con nồi cúc cu này. Đấy, 140k cho con nồi cúc cu này nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một con này không biết là con sáp hay con cúc cu đây. Đấy. Con này thì con sáp màu đen nhá. Đấy, cũng 150.000 luôn, 150k. Đó, 150.000. Tiếp theo thì đến cái ấm siêu tốc này. Ấm siêu tốc con này thì không biết là nó lỗi ở đâu thì về nhà các bác sửa chữa nhá. Đấy, con này thì thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 40k nhá, 40.000. 40k nhá, 40k cho con một con ấm siêu tốc như này. 40.000. Về nhà các bác tự sửa chữa nhá. Tiếp theo thì một con cối xay. Con cối xay này cũng không biết lỗi ở đâu luôn, về nhà các bác tự sửa chữa. Đấy, tự sửa chữa cho em. Còn con cối xay 2 lít như này. Thanh lý cho bác với giá đó là 40k nhá, 40.000. Con cối xay 2 lít. Tiếp theo là đến cái một cái vòi nước như này. Đấy, vòi nước như này. Thì con này không biết là nó như nào thì em chả biết lỗi lầm ở đâu. Đấy, gọi thôi bán giá inox cho các bác thôi. Bán giá inox cho các bác. Con này thì bán cho các bác với giá đó là 30k nhá. 30k. Về nhà các bác có thể sửa chữa nào thì sửa chữa. Đó. Vòi chậu rửa. Tiếp theo thì bên shop còn 3 cái bánh xe. 3 cái bánh xe như này. Đấy, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 20.000 ba chiếc. Đấy, các bác có thể mua để mình cho vào đâu đấy thì cho. Đấy, 20k 3 cái này nhá, 20.000 cho 3 cái bánh xe như này. Tiếp theo thì cái cam mô hình này, cam mô hình. Đấy, con này thì không biết nó lỗi ở đâu thì về nhà các bác sửa được thì sửa nhá. Giá sẽ là 10k nhá, 10k cho con cam mô hình như này. 10k cho con cam mô hình nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là con bàn là hơi nước này. Bàn là hơi nước cũng không biết lỗi ở đâu luôn, cũng 10k các bác nhá, 10k. Đó. Tiếp theo thì đến con này không vượt. Tiếp theo thì đến cái con khóa này. Đấy. Ôi, con này bỏ qua. Tiếp theo thì hai con điện thoại Nokia này. Hai con điện thoại Nokia. Đấy. Không biết là còn pin hay không như nào thì em cũng không biết. Chắc là còn pin đấy. Cầm chắc một con có pin, một con không có pin. 20.000 nhá, 10.000 một cái. 20.000. 20.000, 10.000 một con, 10.000 một con nhá. 10.000 về nhà các bác thay tháo sửa chữa tùy. Tiếp theo thì em còn mấy cái đầu mũi vít nữa này. Đấy. Thì ở đây nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4, 4 cái vít 4 như này nhá. 4 cái vít 4 như này. Vít 4 này thì thanh lý cho các bác với giá là 10.000. Còn cái vít mũi con này là vít 10. Vít 10 này là 20.000 một cái nhá. Đấy, 20.000 một cái. Đó. Tiếp theo thì cái này lỗi thì vứt bà nó đi. Cái này thì không có bàn cạo này. Ok. Này không có bàn cạo trên nhà. 3 cái ô nhá. 3 cái ô 10.000 một cái. Cái này thì không biết là nó lỗi lầm như nào thì em bán thanh lý 10.000 một cái. 10.000 trong cái ô như này nhá. Đấy, ô 10k nhá. 10k. Đấy, 10k một cái ô này thôi. Đó, 10.000 một cái ô. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con phích đun sôi nhá. Con phích đun sôi. Đấy, con này thì đang bán 180 mà cũng chả biết nó lỗi lầm ở đâu. Thanh lý nốt cho các bác với giá 30.000. Phích đun sôi 30k nhá, 30k. Đấy, cái này như em có 3 cái. 3 cái thì bác nào lấy thì em gửi thôi. Đấy, 3 cái. Ví dụ như con này thì cái này như con này nó bị bong cái khuy ra đây các bác này. Đấy, bong cái khuy ra đây các bác này. Đấy, nói chung là bong bọt nó do nó vận chuyển. Về nhà các bác có thể thay tháo sửa chữa tùy. 30.000 một cái các bác nhá. 30.000 một cái. Tiếp theo thì đến con máy massage mini này. Đấy, nó hàng nó vận chuyển nó long phòng sọc như này rồi. Đấy, nó vỡ ra như này thì về nhà các bác có thể thay tháo sửa chữa tùy ý các bác thôi. Đó.
thay đầu thay điếc, bác có cái cũ của mình thay vào. Giá sẽ là 20.000 nhá. 20k cái này em có hai bộ nhá. Đấy, massage mini này. À, súng massage nhá, súng massage hai bộ. Đấy. Tiếp theo thì một cái quặn thiếc rất là to luôn này, một quặn thiếc rất là to luôn. Đó. Quặn này rất là to, quặn này thì thanh lý cho bác với giá đó là 20.000. 20.000 cho một quặn thiếc to như này nhá. Đấy, 80g luôn, 20.000. Quặn này nếu mà các bác mua ngoài thị trường nó sẽ vào khoảng 70.000 nhá, 70.000 thanh lý cho bác. Quặn thiếc này là 20.000. Tiếp theo thì có cho các bác là hai cái củ sạc nhanh đây. Đấy, hai củ sạc nhanh của iPhone không biết nó lỗi lầm ở đâu này. Đấy, củ sạc nhanh iPhone biết lỗi lầm đâu, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 10.000. 10.000 một cái củ sạc nhanh iPhone. Đó. Tiếp theo, cái này cái gì? Cái này tiếp theo là một cái cốc pha cà phê nhá, cốc tự khuấy đây. Nó bị dỉ này rồi này. Đấy, về nhà các bác lắp pin và chế cháo sửa chữa nào tùy nhá. Con này thì thanh lý cho các bác cái giá đó là 10.000, 10.000. 10.000 các bác nhá. Đấy. Con robot này. Con robot này cũng thanh lý luôn bác với giá là 10.000 nhá. 10.000 cho một con robot như này. Đấy, về nhà các bác thử sửa chữa rồi là có thể tháo pin. Dây điện của Nhật này đang bán là 50.000 nhá, 50.000 thanh lý cho bác giá là 20.000 thôi. 20.000 thì về nhà các bác cắt lấy cái đoạn dây này cũng đủ 20.000 rồi. 20.000 cho một con ổ điện như này nhá. Ổ điện 20.000 này. Đấy. Còn một cái loa Bluetooth mini này. Đấy, loa Bluetooth mini. Đấy. Thanh lý cho bác với giá đó là 30.000 cho cái loa Bluetooth mini như này. 30.000 nhá. Đó. Một cái máy xay khối xay đây, đấy, cái máy xay chạy ống pin như này. Đấy, máy xay tỏi ớt chạy ống pin. Con này thì không biết lỗi ở đâu, về nhà các bác thay pin rồi chưa? Thanh lý nốt cho bác với giá đó là 10.000 nhá. 10.000. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bộ ấm pha trà đây, một cái bộ ấm pha trà như này. Đấy, một cái bộ ấm pha trà như này. Con này thì nó bị vỡ mất cái khay này, nó vỡ mất cái khay này thôi. Đấy, vỡ mất cái khay này thì toàn bộ sản phẩm vẫn đầy đủ, vỡ mất khay thôi nhá. Đấy, em đang bán là 140, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 50.000. Nó vỡ mất cái khay này em vứt cái khay này luôn. Đấy, đây, đầy đủ này, khay nhựa này. Đấy, một bộ ấm pha trà như này nhá. Lên trên là bộ ấm pha trà 50.000, giá siêu rẻ cho bác luôn. 50.000 cái bộ ấm pha trà như này. Đó, 50k. Tiếp theo thì một cái bộ bấm móng tay này. Đấy, bộ bấm móng tay, bộ này em đang bán là 100.000. Cái này làm sao? Cái này có lỗi làm gì đâu. Cái này không lỗi làm gì, bỏ qua. Cái này em bán 90.000 nhá. Bộ này không có lỗi làm gì cả. Bộ này em bán 90.000. Này, kiểm tra cái này xem. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác đây là sản phẩm thanh lý cho các bác cái con pin sạc dự phòng này. Con này thì em đang bán là 230, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 30.000 cho con này. Đấy, còn em đang có hai cục pin của con áo điều hòa nhá, 50.000 một cục. Không biết là nó lỗi lầm như nào, là yếu pin hay như nào thì không biết. Thanh lý cho bác 50.000 một cục, về nhà các bác chế cháo sửa chữa nhá. 50.000 một cục, về nhà các bác chế cháo sửa chữa cho em. Đó. Một cái con này là con gì mà đẹp như này mà lại vứt ở đây? Con này là con gì này nhỉ? Con này không biết khóa nó dùng vào đâu đây, rất là đẹp luôn này. Hàng cực kỳ chất luôn các bác nhá. Con này chắc con khóa đây nhưng mà... Đây. Con này bác nào làm thợ làm nghề mua để lắp tủ, lắp giả các thứ này. Đấy. Thanh lý cho các bác con này 20.000. 20.000 một con khóa, à chưa. Khóa này ở đâu ra đây? Đấy, khủng luôn các bác nhá. Một con khóa khủng luôn, bác nào làm thợ mà kiếm được con này inox này. Con này lắp vào đâu khủng lắm ấy này. Đấy, con này của nó ba chìa liền nhá, chìa rãnh của nó nhá. Đấy, rất chất các bác nhá. Đó. Con ấm pha trà này thì làm sao đây? Để liếm dím chứ đấy. Cái ổ điện ấy cũng vứt cấy luôn, cũng rác luôn cho bà kia bà lấy. Đây. Đấy các bác. Đấy. Con này thì lỗi ở đâu đây? Con này cũng vỡ khay thôi, cũng 50.000 luôn. Nó vỡ cái khay này, nó vỡ cái khay này. Vỡ khay này vứt. Mẹ mày đi. Đấy, 50.000 luôn các bác nhá. Hai con bộ ấm mặt trời 50.000 luôn. Đấy. Cái con đây, nó còn một con sạc dự phòng nữa này. Sạc dự phòng này thì thanh lý cho các bác với giá 20.000 này.
một cái chảo gang về nhà các bác tự tự chế qua nhá. Con này cũng 20.000 luôn. 20.000 luôn. Chảo gang về tự chế qua. Nào còn cái gì không nào? Hết chưa? Rồi ok các bác nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đó các cái mẫu hàng của bên em. Thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô ghế câu thì nó có 2 mẫu. Đấy, con này là ghế không tựa này. Ghế không tựa này thì giá của nó chỉ có 70k anh thôi. Chiều cao khoảng 25 và rộng khoảng 25 nhá. Đấy, còn con này thì có tựa này. Chiều cao phần tựa này sẽ là 70 này. Cao phần tựa là 70. Và cái phần ghế để ngồi này thì bản ghế này là 40-60 nhá. Rất là rộng luôn. Tay các thứ các bác có thể tì đè thoải mái cho em luôn. Rất rộng rãi các bác này. Đó. Đây các bác chân này. Đấy, em bây giờ em rung rinh cho bác xem nhá. Rung linh đánh đu các bác này. Đấy các bác thấy không? Nó là cái hệ chân đai chéo như kiểu đai gọng vó như này, cho nên nó rất chắc luôn và gấp vào nó rất là gọn, gấp vào nó rất là gọn. Đây, khi các bác gấp vào thì nó chỉ như một cái túi này thôi. Đây các bác có thể xách đi du lịch, đi phượt, đi chơi bài các thứ này. Đấy, con này thì các bác lên cho em là ghế tựa nhá. Giá của nó sẽ là 260.000. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, có quai xách có chiếc như này. Rồi ok. Đấy, quai xách có túi này. Đằng sau thì nó sẽ có cho các bác là một con túi chống nước như này nhá, một con túi chống nước như này. Và bên hông này thì sẽ có cho các bác là một cái túi để các bác đựng điện thoại, giấy tờ này. Đấy, đằng sau này là một con túi chống nước nhá. Túi chống nước đây. Các bác bỏ giấy tờ, bỏ các thứ vào đây mình gấp vào là nó sẽ chống nước cho các bác này, gấp vào chống nước luôn. Đó. Thì con này thì nó sẽ là ghế tựa nhá, ghế tựa là 260.000, còn ghế không tựa này sẽ là 70.000 thôi. 70.000 cho con ghế không tựa như này. Con này thì chiều rộng của nó là vào khoảng là 25 gần 30 nhá. Đấy, và cao của nó cũng tầm tầm đấy. Còn con này thì cao 70. Ghế ngồi rộng, đẹp, ngon lành cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý các bác nhá. Đấy các bác lên cho em là ghế tựa là 260.000, còn ghế không tựa đây là 70.000. Rồi ok. Con ghế tựa này bên em có hai màu nhá, một cái là màu xanh, cái là màu đen. Đấy, còn cái con ghế không tựa này thì chỉ có cái màu lá như này thôi. Đấy, ghế không tựa. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu đèn này. Đấy, đầu tiên là cái đèn nấm này, đèn nấm. Con này thì giá của nó sẽ là 25.000. Nó là đèn ngủ cảm biến nhá, hình cây nấm. Đèn ngủ cảm biến hình cây nấm, ban đêm thì nó sẽ tự sáng và ban ngày nó tự tắt. Đây em sẽ che cái cảm biến này đi này, là nó sẽ sáng này, các bác thấy không? Đó, đây cái mắt cảm biến của nó đây. Đó, thì con này là 25.000 nha, lên cho em là đèn nấm 25.000. Tiếp theo thì em về cho các bác cái mẫu đèn đó là một cái loại một cái mẫu đèn các bác lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, con này thì vừa là đèn ngủ vừa có tính năng đuổi muỗi luôn. Đấy, thì các bác chỉ cần cắm điện vào này cho em, cắm điện vào này cho em này. Đấy, bật lên thì nó sẽ có tính năng là đèn ngủ và vừa tính năng đuổi muỗi luôn. Đấy, cũng là một cái mẫu rất là thịnh hành nhá, và bên em bán nó rất là tốt luôn, rất nhiều người dùng. Đèn ngủ đuổi muỗi giá sẽ là 45k nhá, 45.000 cho con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái mẫu đèn led mini nhá. Đèn led mini con này thì rất nhỏ gọn này. Đấy, công suất của nó thì vào khoảng là 3W nhá, công suất của nó vào khoảng là 3W, rất nhỏ gọn luôn, có công tắc như này. Đấy, lúc nào các bác thích dùng thì các bác dùng, không dùng thì các bác tắt đi, nó rất là tiện. Và nó cắm trực tiếp này luôn, cắm trực tiếp này luôn các bác này. Đấy, giá của nó thì rất tốt cho các bác luôn nhá. Công suất của nó là 3W nhưng mà khá là sáng, thì các bác dùng ban đêm nó rất là tiện này. Đấy, các bác có thể cắm ở cổng, ở cửa hoặc các khu vực nào mình cần lấy sáng, hoặc là khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet hoặc là hành lang. Đấy, thì các bác dùng con này cho em. Công suất của nó là 3W và nó sẽ có công tắc như này. Thích thì dùng, không thích thì mình tắt đi, nó rất là tiện luôn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn led mini nhá. Các bác lên cho em là đèn led mini, giá thì chỉ có cho các bác là 20 cành thôi. Đó. Đèn led này, đèn led mini nhá, đèn led mini. Giá sẽ là 20k cho một con đèn led mini như này. Giá thì 20.000 các bác nhá. Đấy, đây. Tính ứng dụng rất là cao luôn, về nhà các bác không cần phải đui đúng gì cả. Đấy, nó có làm con bóng đèn led mini này, cắm ổ điện là bật thôi. Đấy, các cái không gian nào mà mình cần phải chiếu sáng liên tục mà tiết kiệm điện nhá. Công suất của nó chỉ có 3W thôi. Công suất của nó là 3W thôi các bác nhá. Đấy, công suất của nó là 3W cho nên dùng nó rất là tiện. Đấy, ánh sáng led dùng trong nhà cực kỳ tiết kiệm điện luôn, công suất là 3W nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bóng đèn 3W nhá, bóng đèn 3W sử dụng điện 220V. Các bác lên cho em là bóng đèn 3W, con này thì giá của nó sẽ là 10k nhá. 10k cho một quả bóng đèn 3W như này. Bóng đèn 3W giá sẽ là 10.000 các bác nhá. Đấy. Còn con này thì nó sẽ là đèn led mini nhá, đèn led mini 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là dây bóng nhá. Các bác lên cho em là dây bóng, tại vì cái dây này nó có cả đuôi cả bóng luôn. Có cả đuôi cả bóng luôn. À, cả đuôi, tức là nó có sẵn cả đuôi luôn không nhá. Đấy, nó dây nó có sẵn cả đuôi luôn. Cho nên bên em lên nó là dây bóng nhá. Đấy, lên cho em là dây bóng. Thì nó có cái dòng 4m. Đấy, một dòng là 4m và một dòng là gần 7m, một dòng là 4m. Đây. Một dòng là 4m và một dòng là gần 7m các bác nhá. Đấy.
Dòng ngắn thì là 4m và dòng dài là gần 7m. Thì tiếp xúc có hai mẫu như vậy, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Dây thì nó là một cái dòng dây kèm sẵn đuôi và công tác luôn. Đây, đấy, ví dụ như cái này là 4m này. 4m này. Có sẵn đuôi và công tác luôn nhá. Có sẵn đuôi công tác luôn. Đây, công tác này về nhà các bác chỉ cần bắt cái bóng đèn vào đây cho em. Đây. Đấy, em sẽ thử cho các bác xem luôn nhá. Đây. Ví dụ là em bắt cái quả bóng 3W vào đây này, bắt quả bóng 3W vào đây. Đó. Thì cái này các bác dùng được từ công suất là khoảng bóng từ 100W trở về là ok. Đấy, bóng 100W trở về là ok các bác nhá. Đấy. Dây thì dài là khoảng 3m rồi, dây dài là khoảng 4m rồi. Cắm điện vào cho em này. Đấy. Sau đó thì các bác bật công tắc lên này. Đấy, các bác thấy không? Có công tắc luôn, các bác cứ cắm điện trực tiếp như này. Đấy, thích thì mình bật công tắc này thôi, rất tiện ích nhá. Đó. Tắt đi bật lên, rất tiện luôn. Đó, tắt đi bật lên này, rất tiện luôn. Các bác thấy không? Rất tiện nhá. Đó, thấy chưa? Rất tiện luôn. Đấy, có công tắc như này. Lên mã giúp cho em đó là dây bóng nhá, dây bóng. Thì có cái dòng là cái dòng 4m này của nó, thì dòng 4m này thì bên shop bán cho bác với giá đó là 50k nhá. 50k cho một cái dây bóng 4m như này. Đấy. Còn cái dòng 5m thì giá của nó sẽ là 60.000 nhá. Đấy, dòng 5m của nó sẽ là 60.000. Đấy. Dòng 5m à dòng gần 7m nhá, gần 7m cứ gọi cho là trên 6m đi. Đấy, trên 6m của nó sẽ là 60k nhá, 60k. Đó. Của nó thì nó vào gần 7m đấy nhá, gần 7m, giá sẽ là 60.000. Còn cái dòng mà gần 4m này thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. Đó, thì bên shop có hai mẫu như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao gấp mini như này nhá. Đấy. Khi mở ra thì chiều dài của nó vào khoảng là 15cm và khi gấp vào thì nó vào khoảng là 7cm như này. Hàng siêu bén cho bác luôn và có lẫy cài này. Các bác có thể cài vào ví dụ như là cài vào thắt lưng này hoặc cài vào đâu cũng được. Đấy, rất là tiện luôn. Đó. Và đây là một con dao gấp rất là gọn gàng nhé. Các bác có thể mang đi du lịch này, đi phượt này. Đấy. Các bác lên cho em là dao gấp nhá. Con này thì giá rất hợp lý cho các bác luôn. Các bác lên cho em là dao gấp nhá. Con này thì giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Giá chỉ có cho các bác là 25.000 trong con dao gấp này thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao gấp nhá. Dao gấp giá sẽ là 25.000. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đây, không dùng nữa các bác, gấp gọn này cho em này. Gấp gọn như này các bác này. Rất tiện ích luôn, rồi mình có thể cài vào. Thép không gì, dao cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, dao rất là bén các bác nhá. Dao rất là bén, gấp gọn được luôn. Các bác có thể đeo vào móc khóa này để mình gọt hoa quả này, hoặc là đi rừng đi phượt này, chiết cây chiết cành đều ok. Lên cho em là dao gấp nhá. Dao gấp, giá của nó sẽ là dao gấp này, giá của nó sẽ là đi 25k trong con dao gấp này thôi, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái công tắc quạt nhá. Công tắc quạt từ xa. Đấy, điều khiển quạt từ xa. Thì về nhà các bác có thể lắp vào hết các cái dòng quạt điện này. Đấy, quạt phun sương, quạt hơi nước này và các cái loại quạt cây, quạt kiếc đều ok hết nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái bản mạch như này. Một cái bản mạch như này thì về nhà các bác lên YouTube các bác gõ cho em là cách lắp công điều khiển quạt từ xa nhá, là nó sẽ có thôi. Bàn phím của nó thì nó sẽ là tiếng Việt như này, rất dễ sử dụng này. Về nhà các bác chỉ cần là cắt cái mạch của các cái hệ thống công tắc cũ ra, đấu con này vào cho em, đó là mình sử dụng thôi. Rất tiện ích nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác lên mã giúp cho em đó là điều khiển quạt nhá, điều khiển quạt, tên đơn giản vậy thôi. Đây, ở đây nó có các cái sơ đồ đấu nối này. Về nhà các bác có thể đấu nối theo cái sơ đồ này cho em, hoặc là mình về mình xem trên YouTube rồi mình đấu nối rất là dễ dàng thôi nhá. Lên cho em là điều khiển quạt nhá. Điều khiển quạt này, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái bộ điều khiển quạt như này. Giá chỉ có 50k anh thôi. Đấy, rất tiện ích nhá. Combo cho các bác là một bản mạch. Đấy, các bác đấu nối như này cho em, cái này rất dễ đấu nối vô cùng luôn. Đấy, nó sẽ xeo các cái số của quạt như này và mình đấu vào cái nguồn này thôi. Đấy, rất đơn giản thôi. Các bác cấp nguồn và sau đó đấu theo số của quạt này là xong nhá. Đấy, một bộ này thì bên em đang bán 49k nhá. Đấy, bên em đang bán 49-50.000 đây này. Có nhu cầu của các bác thì bên em cũng đã dặn nhà sản xuất là in bằng tiếng Việt để sơ đồ đấu nối cho các bác rồi. Đấy, đầu tiên là 3 dây số của quạt thì các bác đấu vào chân 1, 2 và 3 được chưa? 2 dây này 2 dây nguồn vào. Thế sau đây em sẽ hướng dẫn đấu nối cho các bác luôn ạ. Đầu tiên thì các bác cứ mặc định là bác cứ cắt quạt ra đấy, cắt quạt ra thì có 3 cái dây số được chưa? Để các bác đấu vào chân 1, số 1, số 2 và số 3 cho em. Là ok nhá. Đấy, mặc định là cứ tháo quạt ra là các bác đấu luôn. Đấy. Có sẵn 3 cái số quạt của quạt rồi, bác phải đấu luôn vào số 1, số 2 và số 3 cho em. Là mặc định nhé. Mặc định là 3 cái dây số của quạt là các bác đấu vào chân 1, 2, 3 cho em là ok. Đấy, 3 dây số 1, 2, 3 nhé. Các bác đấu vào cái chân mạch cho em. Đấu vào chân 1, 2, 3 trước. Rồi. Con này thì nó không có cái tốc năng điện ạ. Thì mình bỏ cái chân FV kép nhé. Các bác bỏ cho em cái chân FV kép đi ạ. Thì mình lấy tốt đặc cơ thôi. Thì dùng điều khiển bằng cơ được chứ ạ. Đấy, còn bác nào mà mua thêm tốt năng điện thì liên hệ với em.
bước tiếp theo thì mình đây ở cái dây này thì quát lấy nguồn điện vào nhé. Nguồn điện vào thì chân nóng với chân nguội đấy. Đấy, nguồn điện vào thì mình đấu luôn ở cái chân thấp và chân cao này, cho em nhé. Đấy, pha nóng và pha mát mình nó không phân biệt đâu ạ. Đấy thì các bác đấu luôn cho em vào đây. Là hai dây này là hai dây nguồn điện vào nhé. Tiếp theo là bác lấy nguồn điện từ tụ điện về. Thì bác lấy trên một dây, nhiều quạt thì mình cắt ra thì là nó có một dây nó kéo vào về đây rồi. Từ trên xuống còn quạt này thì không có thì mình trích một dây ra cho em cái này. Thì mình lấy dây này dây của tụ nhé. Đấy, dây này dây của tụ mình phải trích ra nhé, chứ nhiều bác cắt đi là nó sẽ nổ đấy ạ. Thì cấp nguồn cho động cơ mình phải cấp cả hai dây chứ, được chưa? Đây là cái mắt thần nhá, mắt thần thì bác để ra ngoài quạt cho em như này. Đấy, đấy được chưa? Đấy thì em sẽ cắm lên đây như này. Và em sẽ vào em test cho các bác xem nhé. Đấy, em sẽ để ở đây. Đấy, cái mắt thần này bác để đây cho em. Sau đó mình sẽ cấp nguồn điện cho nó này. Đấy, cấp nguồn này. Đấy, sau đó mình bật tắt cho nó nhá các bác nhá. Đây, em sẽ bật tắt này. Đấy, được chưa? Đấy, lúc này rút mạnh hơn này. Đấy, mạnh hơn nữa này. Đấy, tắt cho các bác nhá. Đó, đây có cái video đấu nối nha, hoặc các bác có thể lên TikTok mình xem trực tiếp nhá. Đấy, các bác có thể lên trực tiếp TikTok mình xem đấu nối cho em. Đây, nó sẽ có chân 1, 2, 3 là ba cái số của nó này. Đấy, còn cái SV kép này là cái túc năng thì các bác bỏ qua. Đấy, còn lại thì các bác cấp nguồn vào đây cho em. Nóng lạnh thì các bác cấp dây nào cũng được, nó không quan trọng dây nóng, dây lạnh. Sau đó thì các bác cấp một cái nguồn nữa của cái quạt vào đây là xong. Và đây là cái mắt thần các bác để lên trên này. Sau đó thì mình dùng điều khiển đây các bác nhá. Đấy, 50 cành thôi mà các bác đã có một cái bộ quạt điều khiển từ xa rồi thì các bác rất nên sử dụng nhá. Giá cả thì rất là hợp lý cho các bác luôn. Đấy, bên shop họ cũng đang bán là 49-50 nghìn đấy. Bên em bán cũng giá hợp lý cho các bác luôn. Rồi, ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, nó là cái ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Ấm siêu tốc Hàn Quốc. Giá thì chỉ có 130 cành thôi. 130 cành cho một con ấm siêu tốc Hàn Quốc như này. Đấy. Con này thì vỏ bằng nhựa và bên trong của nó thì bằng inox 304. Inox 304 sáng bóng đẹp. Đấy. Inox 304 sáng bóng đẹp, hàng thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc nhá. Đó. Giá chỉ có 130 cành thôi, dung tích là 2,5 lít các bác nhá. Lên thì em là ấm siêu tốc Hàn Quốc, giá là 130.000. Ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá, 130 cành. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm, đó là cái đế nóng nhá, đế nóng. Con này thì các bác có thể để ấm thủy tinh này rồi xoong nồi các kiểu con này điều lên được hết nhá. Ấm thủy tinh xoong nồi các kiểu con này điều lên được hết để mình giữ nóng này, mình pha trà, pha cà phê hoặc là các bác có thể đun nấu thoải mái luôn. Đây, đường kính của nó thì nó vào khoảng là từ 8 đến 10 cm như này và có công tắc đây nhá, có công tắc có số 1, số 2, số 3. Khi các bác bật lên là nó sẽ có dơ le và độ nóng của nó rất là nhanh luôn, sử dụng điện 220V. Đấy các bác này, đây. Đấy, các bác chỉ cần bật cái này lên cho em này. Đấy là đèn báo lên này. Đấy, cho số lên là đèn lên nhá. Đấy, on up này, cho số lên là đèn lên thôi. Đèn lên sau đó thì các bác sử dụng thôi. Đây đèn báo lên này các bác này. Đấy, đèn nháy đây. Và nóng ngay các bạn, nó nóng ngay luôn thì rất là tiện nhá. Nó là một cái dòng mâm gang thôi. Một cái dòng mâm gang cực kỳ là an toàn luôn. Đấy, em vừa cắm có mấy giây mà nó đã nóng rồi thì các bác có thể đặt xoong nồi các thứ lên đây đun nấu thoải mái, mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm đều ok. Đấy, ví dụ như là mình cần phải đun nấu ngay thì dùng cho em cái này cho em. Đó. Lên cho em là đế nóng nhá. Đế nóng giá của nó sẽ là 130 cành thôi. 130k cho con đế nóng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái kích điện 220 nhá, kích điện 220. Đấy, giá thì sẽ là một các bác lên cho em là kích điện nhá. Con này giá sẽ là 175.000, các bác kẹp vào ắp quy cho em, dương âm. Đấy, dương là màu đỏ, âm là màu đen. Nó sẽ kích cho các bác lên điện 220V luôn, có công tắc ở đây. Có cho các bác là hai chân USB này, hai chân cắm USB nhá. Và có cho các bác là một cục nguồn như này, một cái chân nguồn như này để các bác cắm trực tiếp. Mình sử dụng quạt rồi các thiết bị khác đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 175.000. Lên cho em là kích điện 220, nhà các bác có ắp quy 12-24 đều dùng được cả nhá. 12-24 đều dùng được cả, rất tiện cho các bác luôn. Đây, 12-24 đều dùng được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là kích điện nhá. Kích điện giá của nó sẽ là 175k cho một con kích điện như này, 175.000 cho một con kích điện như này nhá. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái cục lọc nước nhá. Đấy, nguồn nước nhà các bác bị bẩn, bị ô nhiễm này. Đấy thì các bác có thể lọc qua để mình sử dụng này. Một là lọc qua để sử dụng trực tiếp, hai là lọc qua máy giặt này, ba là lọc qua bình nóng lạnh này để đảm bảo an toàn. Thì con này lõi của nó bằng inox như này. Các bác có thể dùng sau đó thì mình lại tháo ra, mình vệ sinh được, tháo ra mình vệ sinh rửa ráy đi sau đó thì mình lại lắp tiếp vào. Thì nó rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là cục lọc nhá, cục lọc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là lọc nước nhá. Lọc nước giá của nó sẽ là 50k nhá. Lọc nước 50.000. Ngoài ra thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái phao nước đây, phao cơ như này. Lên mã giúp cho em là phao nước nhá. Đấy, con này thì rất là tiện, bây giờ không ai người ta dùng cái phao cơ gậy gậy như này nữa, dùng nó vừa kêu nó vừa rít vừa khó chịu nhá.
Mà ngoài ra thì nó không an toàn, nên con này thì dùng rất là an toàn luôn. Nước ngập một sen như này thì phao sẽ tự đóng, rất tiện luôn. Giá sẽ là 70k nhá, 70.000. Lên mã giúp cho em đó là phao nước, giá sẽ là 70k nhá. Phao nước này, lên cho em là phao nước, giá sẽ là 70.000 nhá. 70k cho một con phao nước như này. Rồi ok.